Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 44. Hắn quả đấm cầm chặt, nói, nếu Lạc Gia muốn đảm bảo thằng nhóc này, ta tự nhiên sẽ không ra tay. Nhưng là, nếu như ngày nào tiểu súc sinh này chết, cũng không thể coi là đến ta kính thủy trên đầu. Cực điểm. Hắn tự nhiên nguyện ý để cho chạy Diệp Thần, nhưng là Lạc Gia không thể cả đời bảo vệ Diệp Thần. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn định sẽ không chút lưu tình chu diệt. Còn có y thần môn. Lạc Gia muốn đảm bảo chính là Diệp Thần, vậy y thần môn biến mất liền cùng hắn không liên quan. Hắn sẽ để cho Diệp Thần cảm nhận được cái gì là thống khổ và ác mộng. Lạc Giao hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý kính thủy thiên sinh, mà là nhìn về phía Diệp Thần, hỏi, Diệp thiên sinh, chuyện bên này đã xử lý kết thúc, người phải chăng nguyện ý cùng ta đi một chuyến đan hư tháp. Lạc Giao bên người cụ già cũng là đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, chúng ta là giúp ngươi, ngươi không có lựa chọn, dựa theo tên kia phong cách, tất nhiên đuổi tận giết tuyệt, ngươi chỗ cũng không thể lại đi. Đoạn thời gian này, ngươi và y thần môn cũng đi một chuyến đan hư tháp đi, bên kia bây giờ không thể nghi ngờ là an toàn nhất điểm dừng chân, chờ tình thế qua, cũng hoặc là kính thủy tiên sinh quên đi, khiêm tốn nữa đi ra cũng không muộn, nếu không lấy ngươi bây giờ thực lực, ở Côn Lôn hư khẳng định không chống nổi một tuần. Những lời này rất tàn khốc, nhưng là chính cống sự thật. Diệp Thần gật đầu một cái, mới vừa muốn nói chuyện, Lâm Thanh Huyền thanh âm ngược lại là vang lên. Đồ nhi, ta đề nghị ngươi đi một chuyến đan hư tháp, đan đạo và y đạo vốn là một đạo, thậm chí ở thời đại thượng cổ, chính xác mà nói đan đạo là y đạo chi nhánh mà thôi, nơi đây cực kỳ thích hợp ta truyền thụ ngươi cao nhất thần y chi đạo, đi một chuyến không có chỗ xấu. Dĩ nhiên, ta cũng muốn đi gặp một người bạn cũ, đã nhiều năm như vậy, không biết người bạn cũ kia có còn hay không còn sống. Lão giả kia đề nghị không có sai, tạm thời liền nghe một lần. Trọng yếu nhất là, ta dự cảm đến nơi đó có mở mộ bia thời cơ. Ta và Mạc Ngưng Nhi trên người năng lượng cũng không nhiều, bây giờ phải mau sớm kích hoạt còn dư lại mộ bia. Có Lâm Thanh Huyền đề nghị, Diệp Thần tự nhiên không thể nào cự tuyệt nữa. Hắn nhìn về phía Lạc Giao nói, ta đi tự nhiên có thể, nhưng là ta cần mang một số người đi, ta không thể nào thấy chết mà không cứu. Lạc Giao lộ ra một đạo nụ cười thật là vui vẻ. Diệp tiên sinh, điểm này ngươi yên tâm, đan hư tháp bên kia mặc dù khảo hạch nghiêm ngặt, nhưng là mang mấy người đi vào ta hay là làm đến, tiến vào bên trong, vậy kính thủy muốn động ngươi vậy không như vậy dễ dàng, chờ tình thế qua mới đi ra đi. Diệp Thần nhìn về phía sư phụ Đoạn Hoài An và Tiểu Bích các người, hỏi, sư phụ, Tiểu Bích, Lão Tiết, các người có bằng lòng hay không đi một chuyến đan hư tháp? Đoạn Hoài An thất thần chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Mà Tiểu Bích chính là có chút kích động, hung hãn véo mình một cái, chắc chắn không phải là mộng, liền thanh âm run rẩy nói, ta thật có thể đi đan hư tháp. Tiểu Bích từ tiến vào y thần môn một khắc đó trở đi, liền đối với đan đạo vô hạn nhiệt tình, cơ hồ hơn 10 năm qua đều đắm chìm ở đan đạo trong. Ở nàng trong lòng, đan hư tháp là nàng cả đời cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng là bây giờ, nhưng có cơ hội tiến vào trong đó, nàng có thể không kích động sao? Lạc Giao nhìn ra Tiểu Bích kích động, đi tới trước, nắm Tiểu Bích tay, nhỏ nhẹ nói, ngươi chính là Tiểu Bích muội muội đi, ta nói tự nhiên giữ lời, còn nữa, nhìn dáng dấp ngươi rất thích đan đạo. Tiểu Bích chợt gật đầu, ta muốn trở thành là một vị cao cấp đan sư, đây là ta mơ ước. Lạc Giao trong mắt mang một tia dịu dàng, lấy ra một bản cổ tịch, nếu Tiểu Bích muội muội thích, vậy vật này coi như là lễ ra mắt. Đến lúc bên trong, ta sẽ cùng Tiểu Bích muội muội so tài mấy phần. Tiểu Bích có chút tay chân luống cuống, hô hấp lại là dồn dập, đối với nàng mà nói những thứ này xa không với tới đổ đều đang thực hiện. Trước mắt cổ tịch mặc dù không biết là cái gì, nhưng là đan đạo gia tộc Lạc gia tiểu thư lấy ra, làm sao có thể có kém. Lạc tiểu thư, ta bị chi có thẹn. Lạc Giao nhìn một cái Diệp Thần, đối với Tiểu Bích nói đùa, Diệp tiên sinh là bạn của ta. Lại là ta Lạc Gia cực kỳ quan tâm người, ngươi là Diệp Thần đồng môn sư muội, ta tự nhiên muốn lấy lòng rồi, thu cất đi. Lạc Tiểu Bích nhìn một cái Diệp Thần, gặp người sau gật đầu, liền vui vẻ nhận lấy. Diệp Thần, thời gian xong hết rồi, chúng ta cũng nên lên đường. Lạc Giao nói. Diệp Thần nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Ngụy Dĩnh,
hắn phát hiện Kỷ Tư Thanh cũng không có và Ngụy Dĩnh chung một chỗ. Dựa theo Kỷ Tư Thanh tính cách, làm sao có thể rời đi? Ngụy Dĩnh tựa hồ xem thấu Diệp Thần đang suy nghĩ gì, thở dài một tiếng, Kỷ Tư Thanh bị tông môn trưởng lão mang đi, cưỡng ép mang đi. Sau lưng nàng sư tôn tựa hồ không hy vọng một ít chuyện động tình đong đưa Kỷ Tư Thanh tu luyện tâm. Diệp Thần ngẩn ra, cái này vừa nghĩ đến trước đây Kỷ Tư Thanh phải giúp mình, cũng bị một cái kêu là Kha trưởng lão người phụ nữ ngăn trở. Xem ra Kỷ Tư Thanh sau lưng tông môn vẫn là xem thường mình à. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, Kỷ Tư Thanh là các nàng tông môn ngàn năm qua nhất có thiên phú đệ tử, vô cùng chân quý. Nàng đi đường khởi điểm và điểm cuối cũng biết so vậy người tu luyện cao quá hơn. Huống chi Kỷ Tư Thanh sau lưng tông môn có lai lịch lớn. Như vậy đồ vật khổng lồ, bất kể là y thần môn vẫn là mình, cũng quá không đủ nhìn. Nhưng là đây chẳng qua là ngày hôm nay, một năm sau đó thì sao? Ai có thể dự liệu hắn Diệp Thần tương lai? Thời khắc này Diệp Thần bộc phát ra cường đại tự tin, trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó nhìn về phía Ngụy Dĩnh, vậy ngươi theo ta cùng đi đi. Ngụy Dĩnh nhưng là khoát tay cự tuyệt nói, Diệp tiên sinh, sau lưng ta còn có Tuyệt Hàn Tông, có một số việc còn cần ta tới xử lý, ta tạm thời không thể rời đi. Cùng Tuyệt Hàn Tông hết thảy sự việc xử lý xong hết, ta tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Diệp Thần không có khuyên nữa cái gì, Ngụy Dĩnh có sát huyết hàn thể ở đây, chí ít không thể nào xảy ra chuyện. Hơn nữa Tẩy Long chỉ chiết liền linh hồn và thân xác, sát huyết hàn thể muốn hoàn toàn nắm trong tay Ngụy Dĩnh căn bản không có thể, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Đi thôi, lên xe. Lạc Dao bên người ông già mở miệng nói, một giây kế tiếp, ngón tay bắt pháp quyết, cuồn cuộn mây tía lượn lờ. Làm mây tía tản đi, lại xuất hiện một tòa linh thú xe ngựa. Đoạn Hoài An và Lạc Dao các người lên xe, duy chỉ có Diệp Thần không có. Diệp Thần. Lạc Dao ở trên xe hiếu kỳ nói. Diệp Thần không để ý đến, nhưng là hướng vị kia đạo tông trưởng lão, trong mắt lạnh như băng. Diệp Thần bước chân dừng lại, nhàn nhạt nói, ta nói qua các người ba người đều sẽ chết, nếu vậy hai vị đã đường, người cũng nên đi. Người đạo tông và ta ân oán, xa không có kết thúc. Vậy đạo tông trưởng lão hoàn toàn bị dọa, theo bản năng núp ở Kính Thủy Tiên Sinh sau lưng. Kính Thủy Tiên Sinh căn bản không nghĩ tới Diệp Thần như vậy cuồng ngông, tức giận nói, Diệp Thần, đừng lấy là ngươi đứng phía sau đan hư tháp Lạc Gia, ngươi liền có thể là tùy ý là. Hôm nay, chỉ cần có ta ở đây, ta cũng sẽ không để cho ngươi lại giết bất kỳ một người. Diệp Thần trong tay thưởng thức trước một cây ngân châm, đột nhiên ngẩng đầu lên, phải không? Ta Diệp Thần cũng không tin. Ta muốn giết người, hắn hôm nay hẳn phải chết. Ngân châm kia bắn ra, một cổ huyền diệu hơi thở tràn ra. Cao nhất thần y hơi thở vần quanh. Chính là Lâm Thanh Huyền ngân châm. Chỉ bất quá lần này Diệp Thần khống chế dị tượng, ngân châm không có hóa là trăm trượng trường thương, chẳng qua là một đạo hàn quang. Kính Thủy Tiên Sinh thấy Diệp Thần lại có thể định dùng một cây kim, trong lòng khinh thường đặc biệt là thịnh. Chính là ngân châm, đang còn muốn ta mí mắt phía dưới giết người. Không biết tự lượng sức mình. Hắn tay áo bảo vung lên, vô phong tự khởi, một đạo kim sắc tường ánh sáng bỗng nhiên tạo thành. Phòng thủ kiên cố, đủ để chống cự hết thảy. Nhưng là rất nhanh, hắn diễn cảm có chút không đúng. Bởi vì màu vàng tường ánh sáng ầm ầm vỡ vụn. Lại có thể không địch lại. Làm sao có thể? Hắn vội vàng sử dụng kiếm xanh. Nhưng là lúc đã chậm. Ngân châm mang một cổ lăng liệt hơi thở, không vào vị kia đạo tông trưởng lão ấn đường. Ấn đường thoáng như hoa mai nở rộ, xinh đẹp mà lạnh như băng. Mà người trưởng lão kia thắng lợi duy ác nụ cười lúc này định cách. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra mình sẽ chết ở một cây ngân châm trên. Ngân châm biến mất. Hắn thân thể lại là ngã trên đất, một cổ khí tức cuồng bạo từ trong thân thể hắn nổ bể ra. Đạo tông trưởng lão tại chỗ hóa là một đạo xương máu. Huyết dịch này thậm chí bắn nhuộm ở Kính Thủy Tiên Sinh toàn thân. Nhìn thấy mà giật mình. Một màn này vừa lúc bị Lạc Dao bên người cụ già thấy, hắn con người co giúp một cái, nhẹ giọng nói, ồ. Lạc Dao nghe được thanh âm, hiếu kỳ nói, thế nào? Cụ già dụi mắt một cái, lắc đầu một cái, không việc gì, có thể là ta xem hoa. Mà giờ khắc này,
Xa xa Kính Thủy Tiên Sinh quả đấm nắm chặt, vô cùng tức giận. Hắn vừa mới hứa hẹn bảo vệ người này, nhưng lập tức bị Diệp Thần chém chết. Như vậy cũng tốt, giống như lại một nhớ bàn tay phiến ở mặt hắn lên. Lại nhìn về phía Diệp Thần vậy hiện lên dùng mình lạnh mâu, tựa như đang cười nhạo hắn. Diệp Thần, Lạc Gia đảm bảo liền ngươi tạm thời, không bảo vệ được ngươi một đời. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Kính Thủy kẻ địch, lại là Trăm Tông kẻ địch. Ngươi tốt nhất cả đời núp ở Đan Hư Tháp, nếu như ngày nào ngươi đi ra, Côn Lôn Hư phần lớn tông môn cũng biết đuổi giết ngươi, đến lúc đó, chính là ngươi ngày rỗ. Ta thề. Một tiếng kinh thiên gầm thét vang khắp, tràn đầy vô tận lửa giận và tức giận. Diệp Thần băng hàn ánh mắt không có sợ hãi chút nào, gằn từng chữ, ngươi yên tâm, muốn không được bao lâu ta liền ra tới, chờ ta đi ra, ta sẽ đích thân tìm được ngươi, sau đó chém hết ngươi thủ cấp. Kính Thủy Tiên Sinh nghe được câu này, cười. Tất cả mọi người tại chỗ cũng cười. Một cái nhập thánh cảnh tiểu tử lại muốn chém chết Kính Thủy Tiên Sinh. Hắn là điên rồi phải không? Thật lấy là sau lưng có đàn đạo gia tộc đứng, liền vô địch thiên hạ. Diệp Thần, nếu ngươi như vậy cuồng ngông, còn muốn giết ta, vậy ta tác thành ngươi. Ta cho ngươi 2 năm thời gian, 2 năm sau ngày hôm nay, ta ngươi 2 người cũng bước vào quảng trường Thiên Tuyệt, lấy vậy Thiên Tuyệt huyền nữ kiếm lạnh lẽo làm thề, ở chỗ này đánh một trận. Ngươi có dám ứng chiến? Kính Thủy Tiên Sinh lo lắng Diệp Thần ở Đan Hư Tháp thật lâu không chịu đi ra, vậy hắn vậy không thể làm gì, còn không bằng cho Diệp Thần 2 năm thời gian, khích tướng phương pháp. Trên xe Lạc Giao đi xuống, Diệp Thần, không cần đáp ứng hắn. Sau đó đối với Kính Thủy Tiên Sinh cười lạnh nói, Kính Thủy, ngươi nhưng mà đánh tốt tính toán, một mình ngươi tu luyện 100.000 năm người, lại và một tên tiểu bối công khai tuyên chiến, còn 2 năm, dù là 100 năm cũng đều mất công chính. Lời còn chưa nói hết, Lạc Giao bên người nhưng là vang lên một đạo từ tính thêm tự tin thanh âm, ta đáp ứng, nhưng mà ta muốn đổi một cái điều kiện. Lạc Giao ngẩn ra, trợn to mắt màu nhìn về phía Diệp Thần, người điên rồi phải không, người đang nói gì chuyện hoang đường. Lên xe, Diệp Thần không để ý đến Lạc Giao, mà là trong mắt phong tỏa Kính Thủy Tiên Sinh, gần từng chữ, 2 năm quá lâu, 2 tháng sau đó, người ta ở chỗ này cuộc chiến sinh tử. Chỉ có thể có một người còn sống bước ra quảng trường Thiên Tuyệt. Ngươi có dám? Oanh! Quảng trường Thiên Tuyệt mấy chục ngàn đầu người tựa như nổ tung. Diệp Thần vậy ngắn ngủi mấy câu nói giống như sấm ở bên tai oanh tạc. 2 tháng. Nhập thánh cảnh phế vật lại muốn khiêu chiến Côn Lôn Hư thành danh ngàn năm Kính Thủy Tiên Sinh. Kiến càng hám cây nói chi là giao dịch. Coi như tự tìm cái chết cũng không phải như vậy à. Giờ khắc này. Liền liền Kính Thủy Tiên Sinh cũng có chút không phản ứng kịp. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ cự tuyệt, lại không nghĩ rằng Diệp Thần ngược lại ra tốc hắn thời gian chết. Vậy hắn có gì lý do không thành toàn đâu? Hừ, ngươi nếu chịu chết, ta đáp ứng ngươi. Nếu như 2 tháng sau ngươi không xuất hiện, ta tự mình mang mọi người bước lên Đan Hư Tháp. À, Diệp Thần phun ra một chữ, xoay người lên xe. Đi thôi. Lạc Giao vội vội vàng vàng đuổi theo, tận tình khuyên bảo nói một tràng, nhưng là Diệp Thần lại không có bất kỳ thay đổi chủ ý dự định. Nàng biết Diệp Thần có lá bài tẩy và thiên phú, nhưng là thiên phú này hẳn dùng ở đan đạo trên à, mà không phải là cuồng vọng tự lớn. 2 tháng, còn chọn chiến Kính Thủy Tiên Sinh. Nàng thật hoài nghi Diệp Thần là một não tàn thêm trí chướng. Lạc Giao bên người cụ già vẫn là lên tiếng, tiểu thư. Người vĩnh viễn không gọi tỉnh một cái người giả bộ ngủ, Diệp Tiên Sinh cũng là người lớn, có chút quyết định sẽ để cho chính hắn gánh vác đi. Lạc Giao sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Diệp Thần vậy nhắm mắt. Hắn tự nhiên có hắn chắc chắn, lần này không có dùng luân hồi mộ địa, là bởi vì là Lâm Thanh Huyền và Mạc Ngưng Nhi không có quá hơn năng lượng, một khi dẫn động còn lại mộ bia, hắn thì có tư cách khiêu chiến Kính Thủy Tiên Sinh. Đạo khảm này, hắn không thể né tránh. Bất kỳ đối với hắn tồn tại nguy hiểm, hắn phải chu diệt. Không chút do dự chu diệt. Huống chi, hắn còn có Tiểu Hoàng. Diệp Thần nhìn lướt qua bên cạnh Tiểu Hoàng. Vừa thấy liền tức lên, tên này lại còn đang ngủ trước. Ở Tẩy Long Trì ngưu bức hò hét, kết quả rời đi Tẩy Long Trì, lại bắt đầu là ngủ. Lần này là ngủ so tiến hóa trước còn nghiêm trọng hơn.
quá không đáng tin cậy đi. Không biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Diệp Thần từ trong tu luyện tỉnh lại, trong mắt mở ra, phát hiện một cổ cực kỳ linh khí nồng nặc tấn công tới. Diệp tiên sinh, đến. Lạc Giao xuống xe nói. Diệp Thần và Y Thần Môn cùng người liền xuống xe, chính là phát hiện mình bước chân vào một nơi tựa như tiên cảnh chi địa. Kiến trúc san sát, nhà chọc trời. Linh khí lượn lờ. Nhất là trung ương đất một nơi đan tháp. Đan tháp cắm thẳng vào vân tiêu, từ xa nhìn lại, thậm chí so Hoa Hạ Thượng Hải Đông Phương Minh Châu cao hơn không thiếu. Đan tháp chung quanh có khắc mười mấy cái cự long bàn lượn quanh, trông rất sống động. Đầu rồng dữ tợn, tựa như mắt nhìn xuống hết thảy phàm trần con kiến hôi. Xa xa nhìn lướt qua, một cổ vô hình uy áp chính là bao quanh Diệp Thần, một khi có bất kỳ động tác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền liền trong cơ thể huyết long vậy cảm giác được cái gì, tức giận gầm thét. Diệp Thần vừa nhìn về phía chung quanh, thượng cổ trận pháp bọc hết thảy. Mặc dù Diệp Thần ở trận pháp và linh phù một đạo rất có thành tựu, nhưng là đối mặt trận pháp như thế, cũng là hoàn toàn không nhìn thấu. Trận pháp huyết quang lan tràn, mơ hồ có đạo đạo ý định giết người. Một khi có bất kỳ người cưỡng ép xông vào, tất nhiên bị trận pháp chém chết. Dù là hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh cường giả. Lạc Giao nhìn một cái Diệp Thần kinh hãi dáng vẻ, giơ cao mãnh liệt ngực, vỗ một cái, nhất thời run rẩy, xuân quang vô hạn. Diệp tiên sinh, cái này dầu gì là địa bàn ta, người có bất kỳ nhu cầu liền cùng ta nói, đan này hư chấn, ta Lạc Giao vẫn là có chút quyền phát biểu. Bây giờ, ta mang ngươi đi xem ta phụ thân. Lấy ngươi đan đạo thiên phú, đủ để cho ta phụ thân kinh hãi. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không nói nhiều cái gì, hắn vốn định thử nghiệm câu thông luân hồi mộ địa, nhưng là bên trong nhưng lại cũng không có động tĩnh, tựa như cầm hắn quên. Hắn bây giờ quan tâm nhất liền là như thế nào dẫn động còn dư lại mộ bia. Diệp tiên sinh, ngươi có hay không ở hãy nghe ta nói. Lạc Giao thở phì phò nói, nàng phát hiện tên này một mực lòng không bình tĩnh. Diệp Thần kịp phản ứng, cười một tiếng, dĩ nhiên nghe được, đi thôi. Nửa giờ sau đó, đan hư tháp Lạc ra. Cổ kính, diện tích cực kỳ rộng lớn. Cửa do thượng cổ huyền mộc chế tạo, mùi thơm xông vào mũi. Phía trên nhất càng là có một khối đá bia đứng thẳng. Trên bia đá viết Lạc ra hai chữ. Chỉ riêng cái này hai chữ, Diệp Thần chính là cảm giác được một cổ vô hình sát ý. Tựa như cảnh kỳ trước bất kỳ bước vào Lạc ra người. Cửa có bốn vị cường giả bảo vệ, cảnh giới bị che giấu. Nhưng là từ hơi thở đi lên xem, chỉ ít ở phản hư cảnh trên, thậm chí hư vương cảnh. Tuyệt đối cường giả. Bọn họ bất thiện ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần và Y Thần Môn mọi người, chân thực không nghĩ ra, tiểu thư tại sao phải mang những người này đi vào. Trừ một cái ông già thực lực đủ xem trở ra, mấy người còn lại chênh lệch quá xa. Tiểu thư, mấy vị này là... Lạc Giao hừ lạnh một tiếng, mấy vị này là ta mang đến trọng yếu quý khách. Nhớ, không thể lạnh nhạt. Vậy giữ cửa bốn người cố nhiên nghi ngờ, nhưng vẫn là gật đầu cho đi. Bọn họ chẳng qua là người làm, tuyệt đối là không thể đắc tội tiểu thư mang tới quý khách. Mà giờ khắc này Lạc ra phòng khách, tức giận ngược lại có chút cổ quái. Lạc Giao phụ thân Lạc Vô Nhai ngồi ở phía trên nhất, hắn đứng bên người một người phụ nữ. Là Lạc Không Bờ Bến thứ hai đảm nhiệm thê tử Miêu Huyền. Mà Lạc Không Bờ Bến bên phải thì ngồi một cái uy nghiêm người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên bên người đứng một cái tà mị thanh niên. Người đàn ông trung niên và tà mị thanh niên đến từ Thôi gia. Người đàn ông trung niên là Thôi Mỗi gia chủ, Thôi Viên. Mà tà mị thanh niên chính là Thôi Viên duy nhất nhi tử, Thôi Thụy Thành. Đan hư tháp trăm năm khó khăn được vừa ra đan đạo thiên tài. Cũng là đan hư tháp mấy cái có cơ hội đánh vào chí cao đan tháp thí sinh. Thôi gia và Lạc gia cũng coi là xui gia, vốn nên tiếng cười nói, nhưng là giờ phút này căn bản không cười nổi. Lạc Giao biến mất nhiều năm, không biết đi nơi nào. Lạc gia vận dụng hết thảy thủ đoạn, cũng tìm không gặp. Cơ hồ để cho Lạc Vô Nhai tức giận. Nhưng không nghĩ đến, Lạc Giao mấy ngày trước lại có thể trở về, có thể ở nhà còn không có đợi mấy ngày, lại đi chơi mất tiêu. Thậm chí mang đi Lạc gia một vị trưởng lão. Đây quả thực phải đem Lạc Vô Nhai tức chết.
Bây giờ Thôi ra tới, hắn nên như thế nào giao phó? Hắn chỉ có thể nói Lạc Giao thân thể khó chịu, tạm thời cự tuyệt. Bá phụ, nếu Lạc Giao thân thể khó chịu, vậy ta và phụ thân cũng chỉ không quấy rầy. Ta mấy ngày nay đang luyện chế thượng cổ ngọc đen huyễn thể đan, nếu như luyện chế thành công, đối với hết thảy chứng bệnh và đau đớn cũng có thể dễ như trở bàn tay trừ, ta đến lúc đó tự mình đưa một viên cho Lạc Giao. Bá phụ, cáo từ. Thôi Thụy Thành chắp tay nói. Lạc Vô Nhai gật đầu một cái, ngượng ngùng nói, Thụy Thành, chân thực xin lỗi, cùng Lạc Giao thân thể khôi phục một ít, ta liền tự mình mang nàng lên cửa bồi tội. Hắn ước gì cái này thôi ra nhanh lên rời đi. Nhưng là lời còn chưa nói hết, một đạo thanh âm thanh thúy nhưng ở ngoài cửa vang lên. Ba, ta trở về. Lần này ta có thể xài tốt giá thật lớn cầm Diệp Thần mang về. Cái này Diệp Thần đan đạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đẩy cửa ra, Lạc Giao thanh âm hơi ngừng. Nhìn trước mặt thôi ra hai người, nàng vậy mừng rỡ gương mặt cực kỳ khó khăn xem. Nhưng là sắc mặt càng khó coi là Lạc Vô Nhai. Hoàn toàn tối. Nàng mới vừa nói Lạc Giao thân thể khó chịu, kết quả cái này nha đầu lại có thể chạy tới đánh mặt. Cái này mẹ hắn không phải bẫy cha sao? Hắn tức thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra. Thôi Viên tỉnh hồn lại, nhìn một cái Lạc Vô Nhai, lạnh lùng nói, Lạc huynh, xem ra con gái ngươi cũng không có gì đáng ngại à. Lạc Vô Nhai mới vừa muốn giải thích cái gì? Thôi Viên căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp kéo lại Thôi Thụy Thành tay, Thụy Thành, chúng ta đi. Đàn bà và đan đạo so sánh, không thể nghi ngờ đan đạo quan trọng hơn. Thụy Thành, bắt đầu từ hôm nay, bế quan lĩnh ngộ đan đạo, mấy ngày sau, chúng ta lần nữa đánh vào đan hư tháp. Cũng nên để cho có vài người biết, người nào mới thật sự là với cao. Thôi ra phụ tử trực tiếp rời đi, lại là và Diệp Thần mấy người sát vai mà qua. Thôi Thụy Thành sâu đậm nhìn một cái liền Diệp Thần, trong mắt mang một tia sát ý. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, mình phải cùng đan hư tháp người không có mâu thuẫn đi. Như thế còn có người lần đầu tiên liền đối với hắn sinh ra sát ý. Không do dự nữa, trực tiếp bước vào Lạc gia phòng khách. Lạc Giao gặp Thôi gia phụ tử rời đi, liền cười hì hì dẫn Diệp Thần tiến lên, ba, hắn chính là ta trước và ngươi nhắc tới Diệp Thần. Còn có vị kia là y thần môn đoàn trưởng môn, y thần môn ở thời đại thượng cổ nhưng mà cao cấp y đạo tông môn, thậm chí coi như là Lâm Thanh Huyền tiền bối chi nhánh. Chúng ta Lạc gia một khi có Diệp Thần gia nhập, tuyệt đối như có thần giúp. Hắn ở đan trên đường thiên phú tuyệt đối nghịch thiên, chí ít. Lạc Giao lời còn chưa nói hết, một đạo dày tiếng chính là truyền tới, im miệng. Ta Lạc gia không phải dân tị nạn doanh, cái gì con mèo, con chó cũng có thể đi vào. Những người này nơi nào tới liền đi đâu. Ta Lạc gia không hoan nghênh. Rất hiển nhiên, Lạc Vô Nhai những ngày qua tức giận toàn bộ thuộc về kết đến Diệp Thần trên mình. Lạc Giao sắc mặt tái nhợt, nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ phụ thân sẽ tức giận như vậy. Nàng chỉ có thể giải thích nói, ba, ngươi tin tưởng ta một lần, cái này Diệp Thần tuyệt đối là có hy vọng đánh vào đan hư tháp chí cao ghi chép người kia. Lạc Vô Nhai ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Chỉ riêng một mắt, chính là phát hiện Diệp Thần tu vi. Nhập thánh cảnh tầng thứ 9. Sát khí quấn quanh. Đi đạo không phải đan đạo, giống nhau là sát đạo. Hắn hừ lạnh một tiếng, Lạc Giao, tên này chính là ngươi khẩu khẩu thanh thanh thiên tài. Ngươi thật lấy là ta không hiểu đan đạo, tùy tiện tìm một tên phế vật liền muốn lừa gạt ta. Một cái đan đạo thiên tài làm sao có thể có loại này sát ý? Loại người này lại làm sao có thể lắng xuống luyện đan. Ngươi cũng không thăm hắn và Thôi Thụy Thành bây giờ là chênh lệch, Thôi Thụy Thành mới là có hy vọng đánh vào đan hư tháp chí cao tồn tại, còn như hắn. Hừ, buồn cười. Nghe được câu này, Diệp Thần và Đoạn Hoài An đám người sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống. Diệp Thần con ngươi hiện lên băng hàn ý, nếu như không phải là xem ở Lạc Giao phân thượng, hắn đã sớm ra tay. Lạc Giao trong lòng vạn phần cuống cuồng, nàng một bước tiến lên, đi tới phụ thân trước mặt, kéo tay của phụ thân giải thích ba, Lâm Thanh Huyền ngươi cũng biết, Diệp Thần và Y Thần Môn nhiều người người đến từ Thanh Huyền đỉnh, ban đầu hắn lực một người nghiền ép vô số võ đạo cường giả, Y Thần Môn lại là... Bót! Lạc Vô Nhai trực tiếp một cái tát ở Lạc Giao trên mình. Lâm Thanh Huyền đã sớm chết, còn như cái này Y Thần Môn,
người thật lấy là ta không biết sao. Ngàn năm trước, có lẽ Y Thần Môn còn có mấy phần tư cách, nhưng là bây giờ đâu. Y Thần Môn đã sớm rơi xuống thần đàn, thậm chí liền giống vậy tông môn cũng kém hơn. Những người này bước vào Lạc Gia, chính là đối với ta Lạc Gia làm nhục. Lạc Vô Nhai lãnh ngữ rơi xuống, một mặt dĩ nhiên là bởi vì tức giận trong lòng cần phát tiết, mặt khác hắn đúng là coi thường Diệp Thần và Y Thần Môn. Đan đạo cũng phải cần cao nhất thiên phú. Một cái phàm căn người, làm sao luyện đan? Nhất định chính là cười nhạo. Diệp Thần diễn cảm hoàn toàn lạnh, hắn một bước bước ra, trực tiếp đối mặt Lạc Vô Nhai, người như thế nói có đúng hay không qua. Ta Y Thần Môn lại không chịu nổi, người cũng không có tư cách lời nói. Giờ khắc này, Diệp Thần ý định giết người phóng thích. Hắn tới nơi này, hoàn toàn là xem ở Lạc Giao mặt mũi. Nhưng là Lạc Giao phụ thân lại ba lần làm nhục Y Thần Môn, hắn tuyệt không thể nhẫn nhịn. Lạc Vô Nhai hiển nhiên không nghĩ tới lại còn sẽ có người dám chống đối mình. Hắn đứng lên, một cổ vô hình uy áp bao phủ đi. Thằng nhóc, ta không biết ngươi cho con gái ta đổ cái gì sao sao canh, cũng không để ý ngươi kết quả có hiểu hay không luyện đan. Ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, Lạc Giao có hồn ước, ta Lạc Gia chỗ ngồi đan hư tháp gia tộc cao cấp, chỉ biết theo đuổi môn đăng hộ đối. Hướng ngươi loại này hèn mọn thân phận người, liền bước vào Lạc Gia cơ hội cũng không có. Đó là cửa, các ngươi lăn ra ngoài. Vô tận uy áp phóng thích. Cái này uy áp đủ để cho một cái hư vương cảnh cường giả quỳ xuống. Huống chi nhập thánh cảnh. Cảm thụ uy áp như núi to vậy đè xuống, Diệp Thần như núi bất động, cưỡng ép chống cự. Nhưng là cho dù chống cự, hắn khóe miệng vẫn là tràn ra một đạo đỏ bừng máu tươi. Ngay tại lúc này, trong lòng tới tiểu hoàng mở mắt ra, uy áp ầm ầm tiêu tán. Đồng thời vậy màu đỏ con ngươi toát ra quỷ dị ánh sáng. Lạc Vô Nhai mặt liền biến sắc, lại lui về phía sau một bước. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần trong ngực tiểu hoàng. Đây là cái gì hung thú? Lại có thể hóa giải ta uy áp. Ngay tại lúc này, Diệp Thần một câu nói tiếng nói ầm ầm rơi xuống. Thứ nhất, Lạc Vô Nhai, đừng dùng ngươi thái độ cao cao tại thượng nhìn kỹ người bất kỳ. Ngươi Lạc Gia coi như ở Côn Lôn hư mạnh hơn nữa, thì như thế nào? Ở ta Diệp Thần trong mắt, cuối cùng như ở trước mắt ai vậy tản đi. Thứ hai, Y Thần Môn là ta tông môn, không thể làm nhục, nếu như có lần kế, tự gánh lấy hậu quả. Thứ ba, ta và Lạc Giao chẳng qua là bằng hữu quan hệ, ta chưa bao giờ nghĩ tới bước vào cái này Lạc Gia. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng phải. Lần sau coi như ngươi xin ta tới, ta cũng sẽ không lại bước vào nửa bước. Chúng ta đi. Diệp Thần trực tiếp xoay người, mang Y Thần Môn mọi người rời đi. Lạc Giao bụng mặt, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lạc Vô Nhai, vội vàng đuổi theo. Diệp Thần là hắn mang tới. Đan hư tháp khu vực, bọn họ căn bản không quen, không có nàng, những người này nên làm cái gì? Ngay tại Lạc Giao chuẩn bị đuổi theo ra thời điểm, Lạc Vô Nhai ra lệnh, không để cho tiểu thư đạp cách Lạc Gia nửa bước. Dứt lời, hai cái ông già chắn Lạc Giao trước người. Tiểu thư, không để cho chúng ta khó xử. Một cái lão già nói. Lạc Giao hừ lạnh một tiếng, vừa định động kiếm, một cổ vô hình uy áp bao phủ tới. Nàng ngay tức thì nhúc nhích không được. Diệp Thần dừng bước lại, nhìn như nhau Lạc Giao, vẫn là nói, Lạc Giao, ngươi không cần lo lắng chúng ta, lúc này từ biệt. Có duyên phận tạm biệt. Người khác chuyện, hắn tự nhiên sẽ không đi xử lý. Không lâu lắm, Diệp Thần và Đoạn Hoài An các người chính là đi ra bên ngoài. Mấy người nhìn chung quanh, vô cùng mờ mịt. Đan hư trấn rất lớn, nhưng không có bọn họ chỗ dung thân. Không có ai đã tới nơi này. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không trách Lạc Giao, chuyện này không phải hắn có thể khống chế. Chí ít Lạc Giao tận lực. Tiểu Bích vẻ mặt đưa đám, thở dài một hơi, đối với Đoạn Hoài An nói, sư phụ, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Hồi Thanh Huyền đỉnh sao? Đoạn Hoài An ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, đồ nhi, ngươi làm sao xem? Diệp Thần con ngươi híp lại, khá là không biết làm sao. Ngay tại lúc này, một giọng già nua từ luân hồi mộ địa truyền tới. Chính là Lâm Thanh Huyền. Ngươi nếu đi tới Đan Hư Tháp, giúp ta xem một cái cố nhân,
chẳng qua là không biết người nọ có còn hay không còn sống, nếu như còn sống, có lẽ có thể cùng ta cùng nhau truyền cho ngươi thần y chi đạo. Sư phụ, này người ở đâu? Ta vậy thì đi. Diệp Thần kích động nói. Chí ít hắn ở chỗ này mới có thể có điểm dừng chân. Sau đó, Lâm Thanh Huyền thanh âm nhàn nhạt rơi xuống, người có thể thấy được xa xa tháp. Người này ở Đan Hư tháp trong. Diệp Thần ngẩn ra, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tên kia lại đang Đan Hư tháp, nhưng mà Đan Hư tháp nhưng mà cấm địa à, hắn muốn lên đi có bao nhiêu khó khăn. Sư phụ, cái này cũng đã bao nhiêu năm, người chắc chắn. Diệp Thần hay là hỏi. Giờ khắc này, Lâm Thanh Huyền ngược lại có chút không xác định, mặc dù ta ở luân hồi mộ địa bên trong, nhưng là ta có thể cảm nhận được người kia một ít hơi thở, chỉ bất quá hơi thở này quá yếu ớt, không biết là không phải đang bế quan. Người này kêu Linh Nguyên, thời đại thượng cổ, ta từng chỉ rõ người này đan đạo mấy phần, nếu như người này không đi vô tình đạo, tự nhiên sẽ nhận được ta. Danh tự này hẳn có rất ít người biết, nhưng người nói ra cái này hai chữ, hẳn có thể giúp người giải quyết một ít chuyện tình. Ngươi không ngại thử một chút đi, nếu như hắn thật không gặp, liền làm ta Lâm Thanh Huyền cuộc đời này không có gặp phải qua người này đi. Còn nữa, ngươi có thể phát hiện luân hồi mộ địa đang chấn động, sợ rằng vậy có thể dẫn động luân hồi mộ địa lực lượng cũng ở đây Đan Hư tháp bên trong, còn như năng lượng gì, ta không cách nào chắc chắn. Lâm Thanh Huyền lời nói ra kinh người nói. Diệp Thần nhìn về Đan Hư tháp, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được Đan Hư tháp không ngừng tràn ra uy hiếp, bất kỳ người không phận sự cùng đến gần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là lần này, coi như vì luân hồi mộ địa, hắn vậy phải đi một lần. Đoạn Hoài An nhìn thấu Diệp Thần trong mắt do dự, liền nói, đồ nhi, Đan Hư trấn muốn đi vào một lần rất khó, hết thảy tôn từ nội tâm đi, nếu không chúng ta lần kế muốn vào rất khó. Diệp Thần tỉnh hồn lại, nghiêm túc nói, sư phụ. Ta muốn đi một chuyến Đan Hư tháp, tìm một người. Đoạn Hoài An nghe được câu này, diễn cảm rất là cổ quái. Hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng Diệp Thần là hắn từ Hoa Hạ mang nhập Đan Hư tháp, dựa theo Diệp Thần thân phận và địa vị, hiển nhiên không thể nào biết Đan Hư tháp bên trong tồn tại. Hắn muốn hỏi cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra miệng. Đồ nhi, đã như vậy, chúng ta đi Đan Hư tháp oải uế xem một chút đi. Được. Đoàn người hướng Đan Hư tháp đi. Dọc theo đường đi, người đi đường bất thiện ánh mắt bắn tới, hiển nhiên có chút bất ngờ trọng yếu như vậy chi địa làm sao biết chui vào tới đây dạng một nhóm người. Ở Đan Hư trấn không phải đan sư chính là võ đạo cường giả. Cao cấp đan sư trên mình sẽ lưu động đan đạo hơi thở, cực kỳ dễ dàng phân biệt. Mà đây bốn người lại có thể tất cả cũng không có. Bất quá phần lớn người cũng chỉ là ở Diệp Thần cùng trên người dừng lại mấy giây, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ở bọn họ trong mắt, mấy con kiến hôi hoặc giả là bị một vị đại năng mang đến thăm viếng đi. Cùng lúc đó, Côn Lôn Hư một nơi khí thế khoáng đạt kiến trúc trên. Kính Thủy Tiên Sinh đứng ở tầng 4 kiến trúc nóc nhà trên. Mũi chân nhẹ một chút, rơi vào phòng nhọn. Sau lưng có 6 người, 6 người diễn cảm có chút cổ quái. Không dám thở mạnh một cái. Kính Thủy Tiên Sinh đưa lưng về phía 6 người, thần sắc ẩn núp. Đột nhiên, hắn lên tiếng, các ngươi hẳn biết ta tìm các ngươi tới là vì chuyện gì tình đi. Có một số việc, qua báo chí phỏng đoán đã sớm truyền ra ngoài đi. Lời này vừa nói ra, 6 người sắc mặt đại biến. Một cái trong đó ăn mặc quần áo đen nam tử vội vàng đứng dậy, nửa quỳ ở Kính Thủy Tiên Sinh sau lưng, sư phụ. Ta Lưu Vân nguyện ý mang tông môn trưởng lão bắt lại tiểu xúc sinh này Diệp Thần. Người này lại dám trưởng quạc sư phụ, tội đáng chết vạn lần. Coi như là chạy tới Đan Hư tháp thì như thế nào? Lưu Vân hiển nhiên là bạo nóng nảy, trong mắt lại là lộ ra vô cùng quyết tâm. Một cái khác người đàn ông trung niên cũng là đứng dậy, nửa quỳ xuống, sư phụ, Lưu Vân sư huynh thân phận đặc thù, tiến vào Đan Hư tháp khẳng định bị giới hạn, không bằng để cho đệ tử đi trước. Ta và Đan Hư tháp thôi ra có chút lui tới, thôi ra một mực là ta tông môn cung cấp đan dược, nếu như mượn một ít thôi ra thế lực, bắt lại Diệp Thần không nói ở đây. Còn lại bốn người vậy rối rít tỏ thái độ. Nhưng là Kính Thủy Tiên Sinh nhưng là xoay người, lắc lắc đầu nói, ta hôm nay tìm các ngươi tới, không phải là vì chém chết vậy Diệp Thần, hắn cuối cùng là phải chết,
chúng ta ước định liền 2 tháng sau cuộc chiến sinh tử, không cần các ngươi ra tay. Lưu Vân cười lạnh nói, sư phụ, tiểu súc sinh này không biết sống chết, 2 tháng liền muốn dung chuyển sư phụ. Cái này còn khó hơn lên trời. Đúng rồi, nếu không phải chém chết Diệp Thần, sư phó kia tìm chúng ta tới vì chuyện gì? Kính Thủy Tiên Sinh ống tay áo vung lên, một phần hồ sơ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đó viết chữ giản thể, còn có hoa hạ một cái ngành con dấu. Sư phụ, đây là... Có người nghi ngờ nói. Kính Thủy Tiên Sinh giải thích, đây là ta phái người đi hoa hạ gây ra một ít tư liệu, lần này Côn Lôn Hư thi đấu, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cái này Y Thần Môn Diệp Thần đã từng chẳng qua là một tên phế vật, bước vào võ đạo cũng không quá 5-6 năm mà thôi, lại là phàm căn, theo lý mà nói, hắn muốn đột phá thần du cảnh đều khó, nhưng là bây giờ, thằng nhóc này không chỉ đột phá thần du cảnh, cũng có thể dung chuyển phản hư cảnh trên cường giả, tuyệt đối có vấn đề. Ta và hắn giao thủ qua, cố nhiên hắn là nhập thánh cảnh, nhưng là thủ đoạn kém không đủ, không thể coi thường. Còn có điểm trọng yếu nhất. Thằng nhóc này bên người lại có một đầu nghịch thiên linh thú. Ta điều tra cổ tịch, cũng không có linh thú này tung tích, tựa như trên trái đất không có xuất hiện qua vậy. Ta hôm nay để cho các ngươi tới, liền là muốn các ngươi buông xuống trên tay hết thảy sự việc, điều tra cái này Diệp Thần. Từ Hoa Hạ đến Côn Lôn Hư, từ tổ tiên 18 đời bắt đầu điều tra, thằng nhóc này trên mình tuyệt đối có thiên đại bí mật, nếu như bí mật này bị ta nắm trong tay, vậy từ nay về sau. Côn Lôn Hư liền lấy ta là vương. Giờ khắc này, Kính Thủy Tiên Sinh trong mắt chỉ còn lại tham lam và điên cuồng. 6 người nhìn nhau, tự nhiên đáp ứng, sư phụ, cho chúng ta mấy ngày thời gian, nhất định đem tin tức chỉnh hợp, tự tay đưa lên. Kính Thủy Tiên Sinh hài lòng gật đầu một cái, phân phó nói, đã như vậy, liền giải tán đi, nếu như đến lúc đó không có tin tức tốt mang về, các ngươi cũng không cần trở về. Nghe được câu này, 6 trên mặt người sinh ra một tia sợ hãi, liền liền bảo đảm. Cùng 6 người sau khi biến mất, giữa trời đất chỉ còn lại Kính Thủy Tiên Sinh một người, hắn hướng Đan Hư Tháp phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên khó mà phát giác sát ý. Diệp Thần, Y Thần Môn, đắc tội ta Kính Thủy người, đều sẽ chết rất thảm, mà lần này sẽ cực kỳ chi thảm. Hình ảnh quay về, Diệp Thần mang Y Thần Môn mọi người cuối cùng đi tới Đan Hư Tháp. Còn chưa đến gần, một cổ cực mạnh uy áp nhưng là bao phủ tới, để cho người hô hấp cũng khó khăn. Sư phụ, ta rất khó chịu, Tiểu Bích sắc mặt tái nhợt, khó nhọc nói. Liền liền Lão Tiết cũng không dám tới gần nữa mấy phần. Diệp Thần tự nhiên biết, liền đối với Đoạn Hoài An nói, sư phụ, các ngươi chờ ở nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Đoạn Hoài An gật đầu một cái, nhìn một cái Đan Hư Tháp giữ cửa mấy người, vẫn là nhắc nhở, đồ nhi. Nơi đây cuộc sống không quen, tận lực không muốn nổi lên va chạm. Đồ nhi rõ ràng. Diệp Thần không do dự nữa, hướng Đan Hư Tháp cửa vào đi. Còn đi chưa được mấy bước, luân hồi mộ địa lại một giọng nói vang lên. Đồ nhi, ngươi nếu như hỏi những người khác danh tự này, đề nghị dịch dung mấy phần, dẫu sao cái này liên quan đến thượng cổ truyện, nếu là bị người cố ý phát hiện, đối với ngươi mà nói liền nguy hiểm. Diệp Thần gật đầu một cái. Hắn tự nhiên sẽ không ngu như vậy, hắn trực tiếp dịch dung thành Diệp Thí Thiên hình dáng. Nơi đây và bên ngoài không giống nhau, biết Diệp Thí Thiên người lác đác không có mấy. Không thể nghi ngờ là tốt nhất mặt mũi. Đan Hư Tháp chỉ có một cửa vào, nhưng là cửa vào nhưng chỉ có 2 người bảo vệ. Chừng tất cả bầy 2 cái ghế mây. 2 cái không biết tu vi sâu cạn lão đầu đang ngồi ở ghế mây trên, bắt chéo chân, phe phẩy quạt lá. Rất là nhàn nhã. Cố nhiên như vậy, Diệp Thần không dám có bất kỳ khinh thị, hắn có thể cảm giác được cái này 2 cái ông già mặc dù nhắm 2 mắt, nhưng là linh thức đã sớm khuếch tán ra. Chủ uy hết thảy, không che giấu. Có mấy cái cầm lệnh bài tiến vào người đàn ông trung niên, tất cả đều là đối với 2 ông cụ vô cùng cung kính. Thậm chí còn mấy vị trên người có nồng nặc đan đạo khí đan sư cũng là thận trọng chào hỏi. Nhưng là cái này 2 ông cụ đối với tất cả mọi người đều là một bộ không nhịn được dáng vẻ. Không dậy nổi thân. Không nói lời nào. Đối mặt mọi người nhiệt tình, bọn họ chẳng qua là phất tay một cái, không nhịn được đuổi người. Giống như ở đuổi con ruồi vậy. Bọn họ trấn thủ nơi đây nhiều năm, tự nhiên có cái này tư cách.
Những cường giả kia và đan sư đối mặt hai người như vậy, không có nửa điểm câu oán hận, ngược lại từng cái trên mặt mang nụ cười, vui vẻ gật đầu một cái. Dịch Xung Thành, Diệp Thí Thiên, Diệp Thần đi tới hai ông cụ trước người, chắp tay một cái, mới vừa muốn nói chuyện, một đạo thanh âm đạm mạc trực tiếp truyền tới. Nhưng có lệnh bài. Hai vị tiền bối, ta không có. Ta chẳng qua là muốn hỏi một chút. Diệp Thần lời còn chưa nói hết, một cái trong đó giữ cửa ông già cong ngón tay bắn ra, một cổ khí lãng điên cuồng vọt tới. Khí này sóng tựa như một chi mũi tên nhọn, cực kỳ lạnh như băng. Thậm chí mang ngút trời vậy sát ý. Không cho phép nghi ngờ. Hừ, nếu không có, vậy thì cút. Không có lệnh bài, không thể đến gần đan hư tháp 20 mét. Đây là ngàn năm không đổi quy củ, người vi phạm, giết. Diệp Thần nhìn vậy kình khí tấn công tới, hơi biến sắc mặt, vội vàng vận chuyển công pháp. Một quyền đánh ra. Vạn Phật Kim Cương Quyền. Phật quang tràn ngập, màu vàng ý tràn ngập ở toàn bộ trong quả đấm. Màu vàng phù văn lại là ở trong tay lưu chuyển. Hắn thậm chí quyền pháp này chỗ tốt, nếu như hắn luyện thể có thể tinh thông mấy phần, một quyền này đủ để chấn động sơn hà. Thậm chí để cho mặt đất nứt ra trăm mét. Hai cổ lực lượng bỗng nhiên va chạm, Diệp Thần nhất thời huyết khí dâng trào, cả người lại là lui về phía sau dòng dã ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà cái đó động thủ ông già hiển nhiên kinh ngạc mấy phần. Dẫu sao hắn đã sớm nhìn ra Diệp Thần tu vi, liền thánh vương cảnh khảm cũng không có vượt qua, và con kiến hôi không có gì khác biệt. Nhưng là cái này con kiến hôi, lại có thể chịu đựng được một quyền này. Lực lượng này làm sao có chút, chí cương Phật môn ý nghĩa. Lão kia người thấy một màn này, kinh ngạc lên tiếng, sau đó có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Diệp Thần, gần từng chữ quyền pháp này là ai dạy ngươi? Sau lưng ngươi tông môn là cái gì? Nói mau. Cái đó ông già rất rõ ràng, Diệp Thần bộ quyền pháp này không giống như là Côn Lôn hư rất nhiều tông môn nắm giữ. Thậm chí, có chút thượng cổ công pháp ý vị. Diệp Thần con người kiên nghị, tự nhiên không thể nào cầm Mạc Ngưng Nhi nói ra, liền trả lời, công pháp là võ giả bí mật, chẳng lẽ nhất định phải nói ra. Cái này sợ rằng không ổn đâu. Lão kia người không nghĩ tới Diệp Thần lại còn dám chống đối mình, nhiều năm như vậy, một người nào không phải thận trọng hầu hạ bọn họ. Một cái nhập thánh cảnh đỉnh cấp tiểu tử, thật cho là nơi này thiên không được. Mong cầu cái viển vông xa vời hạng người, cực kỳ buồn cười. Hắn đứng lên, vừa định một chỉ điểm ra, một cái khác mái tóc dài ông già nhưng là đứng lên, bắt được tay hắn. Lão Dương, và một tên tiểu bối động thủ liền quá không qua được, người chẳng lẽ không phát hiện trên người hắn không có một chút đan đạo khí sao? Còn có hắn thực lực chính là nhập thánh cảnh. Hiển nhiên không thể nào là đan hư tháp người lân cận, đoán chừng là người khác mang vào đi. Ngươi như đối với loại này tiểu bối ra tay, vậy truyền đi, chúng ta đan hư tháp danh tiếng có thể muốn thúi. Nói chuyện ông già mặt mũi hiền lành, sau đó đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, nơi nào tới thì về lại nơi đó đi, đan hư tháp quy định không thể phá, ngươi một không có lệnh bài, hai không có ai giới thiệu, cánh cửa này ngươi là không qua được. Còn nữa, Lão Dương nóng này cũng rất là bốc lửa, ngươi như không đi nữa, ta cũng không giúp được ngươi. Mái tóc dài lời của lão giả rơi xuống, buông lỏng tay, lão Dương hừ lạnh một tiếng, thằng nhóc, còn không mau cút đi, lần này coi là ngươi may mắn. Nếu như không phải là Phương lão đầu cứu ngươi một mạng, ngươi có thể đã sớm là một cổ thi thể lạnh như băng. Rất hiển nhiên, cái đó mặt mũi hiền lành mái tóc dài ông già chính là Phương lão. Bọn họ vốn cho là Diệp Thần sẽ ngoan ngoãn rời đi, lại không nghĩ rằng người sau ngược lại bước ra một bước. Lão Dương hoàn toàn nổi giận, thằng nhóc, chẳng lẽ ngươi cầm ta nói làm bên tai gió không được. Ngươi như không đi nữa, ai cũng không có biện pháp cứu ngươi. Liền liền Phương lão cũng là lắc đầu một cái, không dự định khuyên. Cơ hội hắn chỉ cho một lần, nếu không phải quý trọng, liền do không được hắn. Nhưng là Diệp Thần nhưng là nhìn về phía Phương lão, mở miệng nói, Phương tiền bối, ta tới nơi này không phải là vì tiến vào đan tháp, mà là vì tìm người. Tìm người. Nghe được cái này hai chữ, hai vị giữ cửa ông già cũng bối rối. Bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người tới nơi này tìm người. Lão Dương cười lạnh một tiếng, thằng nhóc, ngươi là dự định lãng phí hai chúng ta thời gian không được.
tìm người không phải là tới nơi này, cút cút cút. Phương lão khoát khoát tay, ngăn cản lão Dương động thủ dự định, sau đó do dự mấy giây, hay là hỏi, tiểu huynh đệ, xem ở ngươi nơi đây không quen phân thượng, nói đi, nếu như chúng ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Diệp Thần trong lòng vui mừng, đối với cái này Phương lão ngược lại là có mấy phần hảo cảm, vội vàng nói, Phương tiền bối, người này kêu Linh Nguyên, nói là ở tại nơi này đan hư tháp bên trong, không biết bên trong có hay không vị này. Nghe được câu này, hai cái giữ cửa ông già diễn cảm thay đổi cực kỳ cổ quái. Linh Nguyên danh tự này, chưa bao giờ nghe. Còn như ở tại nơi này đan hư tháp bên trong, càng không cần phải nói. Toàn bộ đan hư tháp chỉ có một vị có tư cách ở tại tầng thứ nhất. Nhưng là cái này một vị căn bản không tên gì Linh Nguyên. Lời nói vô căn cứ. Lão Dương khoát khoát tay, càng phát ra không nhịn được, nói, đừng nói đan hư tháp, toàn bộ chu vi 10 dặm cũng không có danh tự này, càng không cần phải nói ở bên trong. Tốt lắm, vấn đề vậy hỏi xong, người bây giờ có thể lăn. Không muốn khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Phương lão cũng là nhìn về phía Diệp Thần gật đầu một cái, lão Dương nói không sai, nơi này quả thật không có người này, người hẳn tìm lộn, xin trở về đi. Diệp Thần thở dài một tiếng, đầu mối hoàn toàn cắt đứt. Nếu như nơi này không có người này, đó chính là Lâm Thanh Huyền Lâm. Thậm chí có thể đã tiêu tán ở trần thế. Đa tạ tiền bối, cáo từ. Diệp Thần trực tiếp hướng Y Thần Môn mọi người đi về phía. Dưới mắt chỉ có thể đi một bước coi là một bước, nếu bắp đùi ôm không được, vậy vẫn là trước tìm một chỗ thành tựu điểm dừng chân đi. Cùng Diệp Thần và Đoạn Hoài An các người rời đi sau đó, lão Dương mới đúng Phương lão nói, lão Phương, ngươi ngày hôm nay làm sao mặt trời mọc lên từ phía tây sao, khắp nơi bảo vệ cái thằng nhóc đó, ai cũng được ngươi vừa ý thằng nhóc kia, muốn thu học trò không được. Ta cũng nhắc nhở ngươi, thằng nhóc kia nhưng mà phàm căn, ở Côn Lôn hư chính là phế vật vậy tồn tại, ai nhận lấy đồ đệ này, chính là ngã tám đời xui xẻo. Phương lão nhìn Diệp Thần bóng lưng biến mất, lẩm bẩm nói, thằng nhóc kia mới vừa rồi thi triển một quyền có chút quen mắt, là Phật môn một đạo quyền pháp, ngươi chắc đã nhìn ra, ta nhập Phật môn nhiều năm, mặc dù phía sau hoàn tục, nhưng là coi như có chút cảm tình, cái này mới giúp thằng nhóc này. Nói về, ta rất lâu không có thấy loại này Phật môn đệ tử, cũng không biết tên này tới từ nơi nào. Lão Dương lúc này mới chợt hiểu, cũng đúng, bất quá xem thằng nhóc kia thực lực, phỏng đoán ở Phật môn địa vị cũng không cao, không cần để ý, từ nay về sau, phỏng đoán đối với chúng ta mà nói chính là người đi đường. Đan hư tháp khu vực, nguy hiểm trùng trùng, nếu như thằng nhóc này lại đi dạo lung tung, ngày nào bị giết vậy nói không chừng, gần đây có thể không an định à. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên, phía sau bọn họ đan hư tháp truyền tới một hồi dị động. Cả thế giới tựa như cũng run rẩy. Dị tượng liền liền. Một cổ nồng đậm mùi thuốc tràn ra. Còn mang nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Lão Dương và Phương lão sắc mặt đại biến, nhìn nhau, đồng loạt kinh hô, linh một đan tôn rốt cuộc lại luyện chế được một viên thượng cổ đan dược. Xem hơi thở này, phẩm cấp cực kỳ cao à. Cái này sợ rằng là linh một đan tôn cái này tháng lần thứ 5 liền đi. Mau mau mau, chúng ta nhanh lên đi và đan tôn chúc mừng đi, nói không chừng linh một đan tôn đại nhân, còn có thể ban thưởng một ít thuốc hư cho chúng ta. Hai người trực tiếp chui vào trong đó, đồng thời bước ra hai giọt máu tươi, đan hư tháp cửa hoàn toàn phong ấn. Hết thảy yên lặng. Mấy giây sau đó, lão Dương và Phương lão đi tới tầng thứ nhất một nơi nạm màu vàng văn lộ thạch thất bên trong. Cửa đá mở ra. Thạch thất bên trong, có chút u ám. Mà một cái tiên phong đạo cốt cụ già đang một tòa đan đỉnh trước, điều khiển ngọn lửa. Chính là bọn họ trong miệng linh một đan tôn. Ngọn lửa dần dần tắt, linh một đan tôn mở mắt ra, gầy đét năm ngón tay nhẹ nhàng một chảo, sáu viên đan dược trôi lơ lửng ở lòng bàn tay. Sáu viên bên trong chỉ có một viên lóe lên tia sáng chói mắt. Rất hiển nhiên, năm viên đều là thuốc hư. Hai cái giữ cửa ông già cười hì hì đi vào, đại nhân, chúng ta lại tới. Chúc đan tôn đại nhân lại thành một đan. Hai người diễn cảm muốn hơn nịnh hót có hơn nịnh hót, và ở bên ngoài lúc dáng vẻ tạo thành so sánh rõ ràng. Chỉ vì là bọn họ nhiều năm như vậy tới nay vẫn luôn là linh một đan tôn canh cửa. Vì sao là canh cửa? Chính là một mực giữ cửa tồn tại.
đặt ở thời đại thượng cổ, chính là thân phận cực kỳ thấp kém người. Nếu như không phải là một mực có linh một đan tôn thuốc hư ăn, hơn nữa tu luyện, làm sao có thể có bây giờ tu vi? Linh một đan tôn nhìn lướt qua hai người, mặt không cảm giác, nói các ngươi ngược lại là tới đúng lúc. Hi hi, chúng ta đi theo đại nhân nhiều năm như vậy, điểm này năng lực vẫn phải có. Lão Dương ngượng ngùng cười một tiếng, thậm chí gãi đầu một cái. Ở linh một đan tôn trước mặt giống như một cái đứa nhỏ. Linh một đan tôn tay phải nhẹ nhàng ngăn lại, vậy năm viên thuốc hư liền treo lơ lửng ở lòng bàn tay, sau đó, lại là bay ra ngoài, cái này năm viên thuốc hư, các ngươi liền phân phát đi, bất quá lần này luyện chế đan dược có chút đặc thù, dược liệu cương liệt, phục đi xuống thời điểm chú ý hộ thể. Lão Dương và Phương lão thấy đan dược bay tới, hô hấp dồn dập, trên mình hơi thở phun trào, trực tiếp mở cướp. Hai người đồng loạt bắt được hai cây, thậm chí vì một viên khác dự định vung tay. Linh một đan tôn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liền nói, đừng cãi cọ, muốn tranh vậy đi ra ngoài tranh, ta phải tiếp tục bế quan. Lão Dương và Phương lão không dám nói thêm cái gì, vội vàng thu tay lại, lại là khom người dự định lui ra. Nhưng là còn đi chưa được mấy bước, linh một đan tôn lại nghĩ tới điều gì, đúng rồi, gần đây nhưng có phát sinh cái gì chuyện trọng yếu. Có người xông tháp phá kỷ lục sao? Hai người bước chân ngừng, lão Dương giải thích, khải bẩm đại nhân, gần đây không việc gì quá lớn chuyện, còn như xông tháp, mấy ngày trước thôi ra thằng nhóc kia xông mấy tầng, nhưng là phá kỷ lục còn kém xa, những năm gần đây nhất, trừ thôi ra thằng nhóc kia trở ra, không việc gì đan đạo thiên tài ra đời. Nghe được câu này, linh một đan tôn thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, thế đạo sa sút, sớm thì không phải là thượng cổ lúc. Sau này muốn phá vỡ cái đó ghi chép càng ngày càng khó, ai, hết thảy đều là số mạng. Chúng ta cũng chỉ có thể trông nom cái này đan hư tháp còn sống. Từ Thanh Huyền đại nhân sau khi biến mất, võ đạo xưng bá, y đạo nhất mạch, cũng chỉ đan đạo miễn cưỡng kiếm chút mặt mũi. Linh một đan tôn xoay người, từ ngoài cửa sổ nhìn ra phía ngoài trời, cảm khái nói, Thanh Huyền đại nhân, như nếu không phải ngươi vào năm đó chỉ rõ linh nguyên. Có lẽ đan hư tháp ta cũng không phòng giữ được đi. Cảm khái sau đó, linh một đan tôn xoay người, đối với hai người nói, lui ra đi, tiếp theo, ta muốn bế quan một năm, người bất kỳ không nên quấy nhiễu. Lão Dương trực tiếp xoay người rời đi, nhưng là mấy giây sau đó chính là phát hiện không đúng, hắn quay đầu, nhìn về phía Phương lão, lão Phương, phát cái gì ngây ngô, đi. Nhưng là giờ phút này Phương lão nhưng uyển như hóa đá. Nhúc nhích không được. Hắn diễn cảm cực kỳ sợ hãi. Quỷ gì? Giống như gặp được cái gì chuyện không thể nào. Bởi vì hắn nghe được mấy chữ. Linh Nguyên. Đây không phải là mới vừa rồi người thanh niên kia tìm người sao? Mấu chốt làm sao biết từ linh một đan tôn trong miệng nói ra à? Hắn hô hấp dồn dập. Thậm chí có chút không cách nào hô hấp. Linh một đan tôn tự nhiên phát hiện Phương lão cổ quái. Lạnh lùng nói, ta để cho ngươi lui ra, chẳng lẽ không nghe được sao? Hắn thanh âm lạnh như băng. Hắn không thích loại cửa này đồng như thế chăng biết lễ phép. Lão Dương cảm giác được linh một đan tôn sắc mặt không đúng, vội vàng cầm Phương lão kéo ra ngoài. Nhưng là Phương lão giống như pho tượng vậy, gắt gao không chịu đi. Linh một đan tôn một phất ống tay áo, tức giận nói, ngươi thật lấy là đi theo ta nhiều năm như vậy. Ta cũng không dám đem ngươi đuổi ra ngoài. Đi mau à, lão Phương, ngươi không muốn sống nữa à? Lão Dương nhẹ giọng thúc giục. Nhưng là Phương lão vẫn là như núi bất động, hắn muốn nói, nhưng phát hiện đầu óc trống rỗng. Tự tìm cái chết. Linh một đan tôn năm ngón tay hư không nắm chặt, trong tay sử dụng một cây ngân châm trực tiếp bắn ra. Đối với loại này không biết sống chết người làm, giết thì đã có sao. Ngay tại ngân châm sắp chạm được Phương lúc già, người sau tròng mắt trợn to, rốt cuộc mở miệng nói, Linh Nguyên. Đại nhân nhưng mà kêu Linh Nguyên. Ngân châm ngay tức thì dừng lại, trôi lơ lửng ở Phương lão trước mặt một cm chỗ. Linh một đan tôn diễn cảm thật là cổ quái. Hắn không nghĩ tới Phương lão lại không ngừng kêu danh tự này. Danh tự này coi như là hắn tên ở nhà. Hơn nữa chỉ có một người biết. Đó chính là Lâm Thanh Huyền. Bởi vì tên này chính là Lâm Thanh Huyền là hắn nơi lấy. Lâm Thanh Huyền sau khi biến mất, hắn liền đổi tên Linh Một.
cái này cũng là vì kính chào Lâm Thanh Huyền đại nhân. Linh một đan tôn tỉnh hồn lại, đối phương lão đạo, người có biết không ngừng kêu ta tên là tội gì? Phương lão trực tiếp quỳ xuống trên đất, thần sắc kích động, gằn từng chữ, đại nhân oan uổng à. Tiểu nhân sao dám không ngừng kêu đại nhân tục danh, mà là, mới vừa rồi bên ngoài có người thanh niên đang tìm một cái kêu là Linh Nguyên người, hơn nữa hắn nói, Linh Nguyên ngay tại đan hư tháp bên trong. Oanh! Linh một đan tôn óc tựa như bị đạn đại bác oanh tạc. Trong mắt hắn trợn to, dường như muốn xông lên bạo con ngươi. Thân thể lại là kịch liệt run rẩy. Hắn khẳng định, toàn bộ Côn Lôn hư, trừ Lâm Thanh Huyền, không thể nào có người biết hắn danh tự này. Tuyệt không thể nào. Nháy mắt tức thì, bóng người lóe lên. Linh một đan tôn đi thẳng tới Phương lão trước mặt, đem Phương lão giơ lên. Khí tức trên người cực kỳ cuồng bạo, liền liền một bên lão Dương cũng là khạc ra một ngụm máu tươi. Có thể gặp uy lực. Ngươi nói gì sao? Mới rồi có người tìm Linh Nguyên, người này ở nơi nào? Mau, mau nói cho ta. Hắn có thể không kích động sao? Thanh Huyền đại nhân ở thời đại thượng cổ đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thanh Huyền đã chết. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối tin chắc, Thanh Huyền đại nhân nhất định còn sống. Hắn tiêu phí mấy trăm năm tìm, không có kết quả. Cuối cùng chỉ có thể coi giữ cái này đan hư tháp, ảm đạm cả đời. Mà giờ khắc này, hắn nhưng là lần nữa nghe được Lâm Thanh Huyền tin tức, hắn có thể không kích động sao? Phương lão và lão Dương thần sắc đại biến. Bọn họ căn bản không nghĩ tới người thanh niên kia tùy tùy tiện tiện nói ra mấy chữ, là có thể để cho đan hư tháp vị này đại năng thái độ như thế. Bọn họ sau lưng cấp cấp sinh lạnh, trong lòng lại là sóng to gió lớn. Nói mau à, linh một đan tôn cơ hồ gầm thét, hoàn toàn không chú trọng hình tượng. Phương lão và Dương lão vội vàng đưa ngón tay ra chỉ bên ngoài, mười mấy phút trước, hắn mới vừa rời đi, chẳng biết đi đâu. Bót! Phương lão trực tiếp bị vô tình ném ra ngoài, sau đó linh một đan tôn chính là cấp tốc xông ra ngoài. Thần sắc hốt hoảng mà khẩn trương. Mà cùng lúc đó, đan hư tháp bên ngoài, Lạc Vô Nhai mang sụ mặt Lạc Giao đi tới đan hư tháp trước cửa. Lạc Vô Nhai nhìn nữ nhi, nghiêm túc nói. Ngươi thành tựu ta Lạc không bờ bến nữ nhi, nếu là muốn nắm trong tay mình hôn nhân, chỉ có thông qua cái này đan hư tháp. Nếu như ngươi ở đan hư tháp lên thành tựu vượt qua thôi ra thằng nhóc kia, ta liền một phương diện hủy ước. Đây là ta lớn nhất hạn độ. Lạc Giao trừng mắt một cái Lạc Vô Nhai, ba, y mã chuyện thuộc về y mã, ta tức giận là ngươi đuổi đi Diệp tiên sinh bạn của ta. Hắn ở chỗ này cuộc sống không quen. Ta nhưng mà đáp ứng chiếu cố bọn họ, bây giờ ngươi cầm người ta đuổi ra ngoài, bọn họ sẽ nhìn ta như thế nào? Lạc Vô Nhai nghe được nữ nhi lại nhắc tới cái đó phàm căn tiểu tử, sắc mặt kéo xuống, ngươi cũng trưởng thành, chẳng lẽ ánh mắt vẫn không thể lau điểm sáng sao? Trên người tiểu tử kia khí tức giết hại cực kỳ đậm đà, làm sao xem vậy không giống như là cái luyện đan, coi như hắn thật biết luyện đan, không chuyên chú đan đạo, sau này lại có thể có cái gì thành tựu? Ta là người từng trải, ta một mắt là có thể nhìn ra một người có không có thiên phú. Còn như cái đó gọi Diệp thần tiểu tử, ta kiên quyết không đồng ý các ngươi lui tới. Dù là làm bạn cũng không được, thằng nhóc này không xứng với ta Lạc gia, vĩnh viễn không thể nào. Nói xong Lạc Vô Nhai giọng êm ái mấy phần nói. Tốt lắm, ngươi theo ta cùng nhau đi vào, thử một chút ngươi có thể xông mấy tầng. Bất quá, tầng thứ nhất có thể muốn chú ý một điểm. Có một nơi muôn ngàn lần không thể bước vào, đó là linh một đan tôn nơi bế quan, là cả đan hư tháp cấm địa giống vậy tồn tại. Lạc Giao hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, ba, ngươi nếu không cầm Diệp thần tìm trở về, ta liền hết lần này tới lần khác đi quấy rối vậy tên gì linh một đan tôn, đến lúc đó xem ngươi làm thế nào. Lạc Vô Nhai gặp nữ nhi lại lớn như vậy gan, miệng không ngăn cản, tức giận vung ra tay, vừa định một cái tát rơi xuống. Một đạo gió lớn bỗng nhiên vào tới. Lạc Vô Nhai sắc mặt đại biến, hắn lúc này mới phát hiện đan hư tháp hôm nay lại có thể không có vậy hai vị đại nhân bảo vệ. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ bên trong vọt ra. Quá nhanh, cường đại đợt khí cuộn sạch, lại là kéo theo bầu trời mây đen đè thành. Cái này là dạng gì cường giả? Lạc Vô Nhai diễn cảm kinh hoàng, đồng thời, cuồng bạo đợt khí xuyên qua hai người thân thể.
Hắn và Lạc Giao rối rít đẩy lui mười mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Vô Nhai trong lòng tức giận, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng là phát hiện đạo thân ảnh kia dừng lại. Khi thấy bóng người chủ nhân, tim hắn bỗng nhiên dừng lại, tốt hơn giống như nhất kích búa sắt hung hãn đập vào ngực. Hắn run rẩy môi, một tiếng, vội vàng kéo nữ nhi cùng nhau quỳ xuống, Linh. Linh một đan tôn. Hắn chưa từng nghĩ qua vô cùng thần bí Linh một đan tôn lại có thể sẽ ra. Toàn bộ Côn Lôn hư chính mắt gặp qua cái này đại năng người có thể đếm được trên đầu ngón tay à. Hắn lại đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi con gái lời nói, sắc mặt ngay tức thì tái nhợt, vội vàng dập đầu nói, đại nhân, con gái ta mới vừa rồi vậy lời nói có nhiều xúc phạm, chân thực không phải là cố ý, xin đại nhân bớt giận. Linh một đan tôn nhìn lướt qua Lạc Vô Nhai, lạnh lùng nói, ngươi có thể thấy được một người thanh niên rời đi nơi này. Không, không có. Dứt lời, Linh một đan tôn thân thể liền mũi chân nhẹ một chút, cả người hướng xa xa cấp tốc lao đi. Chỉ để lại mơ hồ hai người. Ba, cái này chẳng lẽ chính là Côn Lôn hư truyền thuyết Linh một đan tôn. Hắn sẽ giết ta đi. Lạc Giao có chút luống cuống, dẫu sao lão đầu này thực lực thật là làm cho người ta rung động. Lạc Vô Nhai cau mày, hắn thành tựu Lạc gia gia chủ, tính táo mấy phần, mở miệng nói, Linh một đan tôn hẳn không có nghe được, nếu không chúng ta đã sớm chết rồi, hơn nữa hắn mới vừa rồi hình như là ở giống như ta hỏi thăm một người thanh niên, từ hắn diễn cảm tới xem, rất là kích động. Ta chân thực không nghĩ ra, đan hư tháp phùng lân cận có ai có thể để cho Linh một đan tôn như vậy thất thố, chẳng lẽ đan hư tháp cách cục phải đổi. Nếu như chúng ta Lạc gia có thể sớm cùng cái này người thanh niên giao hảo, tất nhiên thành là đan hư chấn thứ nhất đan đạo gia tộc. Đáng tiếc, ta không biết thanh niên kia là người phương nào à. Cùng lúc đó, Diệp Thần và Y Thần Môn mọi người tìm được một nơi khách sạn, tạm thời nghỉ ngơi. Hắn tự nhiên không biết cái gọi là Linh Nguyên ở tìm kiếm mình, nếu như biết, hắn liền ở lại đan hư tháp bên ngoài không đi. Vậy hai vị lời của lão giả rất rõ ràng. Đan hư tháp căn bản không có kêu Linh Nguyên. Từ vậy phương lão diễn cảm tới xem, không giống như là lừa dối. Sợ rằng theo thời gian chạy mất, Lâm Thanh Huyền trong miệng Linh Nguyên đã sớm bỏ mình. Còn như bên trong hơi thở, hẳn là quan tài một loại. Tiểu Bích đã ở bên trong phòng bắt đầu luyện đan, tiến vào đan hư tháp khu vực, nàng đối với đan đạo lĩnh ngộ không thiếu, đây là thời cơ. Nàng tự nhiên phải cố gắng. Lão thôi thì bắt đầu tu luyện, sư phụ Đoạn Hoài An tự mình hướng dẫn. Nhiều năm qua như vậy, Đoạn Hoài An không có dạy đồ đệ võ đạo, hắn trong lòng có chút thiếu nợ, tự nhiên muốn thừa cơ hội này bồi thường. Còn như Diệp Thần, hắn hoàn toàn không lo lắng. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần nắm trong tay võ đạo và kỹ thuật đánh nhau xa xa so hắn có thể dạy cao hơn cấp. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là đứng ở gian phòng trước cửa sổ sát sàn. Mờ mịt nhìn đan hư tháp. Nếu Linh Nguyên đầu mối không có, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm một ít có thể dẫn động luân hồi mộ địa còn lại đại năng năng lượng. Đáng tiếc, hắn không có lệnh bài, căn bản không qua vậy giữ cửa ông lão đóng một cái, càng không cần phải nói tiến vào đan hư tháp. Ngay tại Diệp Thần phiền não hết sức, sau lưng truyền tới. A còng thanh âm, Diệp Thần quay đầu, phát hiện Tiểu Hoàng đã tỉnh ngủ mấy phần. Vươn vai một cái. Người nhà cũng quá sẽ ngủ đi, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không được là ngủ chứng. Đáng tiếc ta chỉ hiểu chữ người bệnh, người loại này thượng cổ yêu thú, ta thật không có biện pháp. Diệp Thần cảm khái nói. Tiểu Hoàng nhẹ nhàng giật mình, chính là đi tới Diệp Thần trên bả vai, ta cũng không biết, này chỉ có thể trách ta thân thể, dẫu sao ta mỗi lần thi triển lực lượng, thân thể thì phải một đoạn thời gian rất dài tu bổ. Huống chi bình thường vậy không ta chuyện gì, ta dĩ nhiên buồn ngủ. Ngủ còn có thể thẩm mỹ đâu. Diệp Thần thiếu chút nữa một hớp lão máu phun ra. Đột nhiên, Tiểu Hoàng vậy dị đồng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt mang, nó lại là trực tiếp đứng ở Diệp Thần trên bả vai, ta phát hiện một cái tốt, ngươi theo ta tới. Một giây kế tiếp, Tiểu Hoàng quanh thân bao trùm sấm sét, trực tiếp xông ra ngoài, căn bản không cho Diệp Thần chỗ trống thương lượng. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, vội vàng đi theo ra ngoài. 5 phút sau đó, Tiểu Hoàng ở một cái trước gian hàng rốt cuộc ngưng lại. Cực kỳ nghiêm túc. Gian hàng rất lớn,
ước chừng bày mười mấy đan đỉnh. Đan đỉnh lớn nhỏ và chất liệu cũng không giống nhau. Những thứ này đan đỉnh chi trên có khắc các loại phù văn, phẩm cấp rất là không tệ. Nếu như thả ở bên ngoài, tuyệt đối bị người điên cướp. Nhưng là ở chỗ này, ngược lại có chút lạnh tanh. Dẫu sao nơi đây thứ không thiếu nhất chính là đan đỉnh. Chủ sạp là một cái nhìn như chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên, bia bụng, tóc thưa thớt, khóe môi nhếch lên nụ cười, nhìn như rất tinh minh. Diệp Thần một cái ôm lấy Tiểu Hoàng, nhẹ giọng trách cứ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Vậy chủ sạp cũng là vui a nói, tiểu huynh đệ, ngươi thú cưng dáng dấp rất đẹp trai, nhất là ánh mắt kia, xinh đẹp quá, cái gì chủng loại, ta làm sao ở Côn Lôn hư không gặp qua? Tiểu Hoàng mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Diệp Thần gắt gao che miệng. Hắn nhưng mà rõ ràng, Tiểu Hoàng nếu như bây giờ mở miệng, đến lúc đó toàn bộ Côn Lôn hư đều phải điên rồi. Biết nói chuyện linh thú, nếu như này non nớt, là một người cũng có thể nhìn ra Tiểu Hoàng có thượng cổ huyết mạch à. Diệp Thần cười một tiếng, lúng túng giải thích, bạn già, đây là ta Hoa Hạ bằng hữu mang tới, nghe nói là quất mèo và nước ngoài chủng loại giao phối xanh. Tiểu Hoàng nghe được câu này, tức giận có chút phát run, liếc một cái Diệp Thần, hiển nhiên là cho rằng Diệp Thần làm bẩn nó thượng cổ huyết mạch. Nhất là giao phối cái này hai chữ để cho nó cực kỳ khó chịu. Nó muốn vùng vẫy, nhưng là bị Diệp Thần gắt gao ôm lấy. Vậy chủ sạp không có nhìn ra hai người khác thường, bừng tỉnh gật đầu một cái, Hoa Hạ ta biết, là một địa phương tốt à, mười mấy năm ta đã đi ra ngoài một lần, nơi đó có một kêu kinh thành địa phương, tươi ngon mọng nước người đẹp nhưng mà rất nhiều, chỉ bất quá linh khí quá mỏng manh, không thích hợp tu luyện. Cô gái lớn hơn không có Côn Lôn hư có khí chất. Hắn liền nói, khóe miệng lại là treo mơ tưởng viễn vong nụ cười. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, nếu ngươi tới ta gian hàng, cũng coi là một chàng duyên phận, ngày hôm nay ngươi chỉ cần ở ta nơi này mua đồ, ta cho ngươi 10%. Chủ sạp hiển nhiên có chút tinh minh, bắt đầu làm lên làm ăn. Diệp Thần mới vừa muốn cự tuyệt, Tiểu Hoàng nhưng là truyền thanh đến hắn đầu óc bên trong, ngươi đừng che ta miệng, ta không biết ở trước mặt người ngoài nói chuyện. Còn có, tên kia ngồi vậy tôn hư hại đan đỉnh ngươi có thể thấy được. Nhất định phải bắt lại vật này, còn như nguyên nhân, ta chờ một hồi và ngươi giải thích. Diệp Thần nhìn lướt qua đồ chơi kia, cảm giác bình thường, chân thực không biết Tiểu Hoàng tại sao như vậy thề thành khẩn. Cố nhiên nghi ngờ, hắn vẫn là giả vờ nhìn một cái chung quanh, sau đó chỉ chủ sạp trên người phá đỉnh nói, lão bản, ngươi dưới người đồ nhìn như có chút mắt xuyên, có chút giống gia gia ta năm đó chế tạo đồ chơi, đáng tiếc gia gia qua đời sau đó. Vật kia vậy bể, có thể hay không bán cho ta, làm một lưu niệm. Chủ sạp hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà sẽ có người vừa ý hắn dưới người thứ không đáng tiền, hắn liền vội vàng đứng lên, còn người híp lại, tiểu huynh đệ, ta cái này vật trên người không đáng tiền, người chắc chắn không xem những thứ khác. Diệp Thần lắc đầu một cái, liền cái kia đi, ta cũng không hiểu luyện đan, mua đan đỉnh vậy không có ích gì, còn không bằng mua một trở về siêu tầm vui đùa một chút. Chủ sạp cũng là tinh minh, tiểu huynh đệ, được rồi, bất quá vật này mặc dù không đáng tiền, đối với ta lại nói vậy rất trọng yếu, nếu như ngươi thật muốn bắt, ít nhất phải một viên thượng phẩm huyền thạch mới được. Diệp Thần nhướng mày một cái, thượng phẩm huyền thạch giá trị văn hoa, chủ sạp này cũng có phần quá sư tử lớn lên tiếng đi, hắn vừa định trả giá, Tiểu Hoàng thanh âm dồn dập vang lên, đừng trả giá, liền cái giá cả này, ta cảm giác có đạo bất thiện hơi thở tới, bắt trước nói sau. Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm ra một viên thượng phẩm huyền thạch. Chủ sạp trong mắt sáng lên, xoa xoa tay nhận lấy linh thạch, liền nói, vậy tiểu huynh đệ, vật này chính là tài sản của ngươi. Ta cũng thích cùng ngươi loại này người sảng khoái giao tiếp. Chủ sạp năm ngón tay bấu vào đan đỉnh, vừa định giao cho Diệp Thần, một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng là đột nhiên vang lên, xin lỗi, vật này ta muốn. Một cái trắng nõn tay trực tiếp vỗ vào đan đỉnh trên. Nhẹ nhàng đè một cái, liền vững vàng rơi ở trên mặt đất. Diệp Thần quay đầu, phát hiện nói chuyện người đàn ông chính là hôm nay ở Lạc Gia thấy qua cái đó Thôi Thụy Thành. Mấu chốt tên này không phải là bị phụ thân yêu cầu bế quan sao, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thôi Thụy Thành nhìn một cái Diệp Thần, hừ lạnh một tiếng, đối với chủ sạp nói, thằng nhóc này ra giá bao nhiêu cách, ta ra 10 lần.
vậy chủ sạp tự nhiên nhận được Thôi Thụy Thành, hơi biến sắc mặt, khá là cung kính nói, nguyên lai là Thôi Thiếu như muốn vật này, ta trực tiếp đưa cho Thôi Thiếu là được. Nói xong, chủ sạp mới vừa muốn bắt đan đỉnh đó, Diệp Thần liền đưa tay ra, máu lực rồng ầm ầm bùng nổ, trực tiếp đem đan đỉnh cầm tới. Cầm ta tiền, vật này hẳn là thuộc về ta đi. Khởi hữu cho người khác đạo lý. Chủ sạp nụ cười đọng lại, đưa tay ra, muốn đem trong tay huyền thạch dạy cho Diệp Thần, nhưng trực tiếp bị Diệp Thần vỗ ra. Chủ sạp hai tay nhất thời mất đi phương hướng, cả người lại là lảo đảo nghiêng ngã về phía sau đi. Diệp Thần trực tiếp đem hư hại đan đỉnh ném nhập luân hồi mộ địa. Phung thân đi. Từ chủ sạp thu hắn tiền một khắc đó trở đi, vật này liền trở về hắn Diệp Thần. Hắn Diệp Thần đồ, ai cũng không có tư cách thu. Coi như ở đan hư trấn cũng giống như vậy. Đứng lại. Thôi Thụy Thành thanh âm lạnh như băng vang khắp. Đồng thời, một đạo thân ảnh lại là chắn Diệp Thần trước người. Thôi Thụy Thành mười mấy năm qua một mực đắm chìm luyện đan, ở võ đạo không tính là quá sâu, miễn cưỡng ở phản hư cảnh đỉnh cấp. Nếu như hắn ở võ đạo thoáng hoa chút thời gian, hư vương cảnh cũng không coi là quá khó khăn. Đối mặt Diệp Thần, tự nhiên không sợ. Hắn ngược lại không phải là vừa ý vậy phá đỉnh, mà là hôm nay ở Lạc Gia, Lạc Giao đột nhiên xuất hiện, để cho hắn trên mặt bị xấu hổ. Lạc Giao cự tuyệt gặp mình, nhưng là và người đàn ông này chung một chỗ. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt không thể nhẫn nhịn. Thậm chí ở hắn trong mắt, Lạc Giao đã là hắn người phụ nữ, ai nếu dám rình rập. Liền phải trả giá ra máu. Hắn ở đan hư trấn, có đầy đủ quyền phát biểu. Diệp Thần nhìn trước mặt Thôi Thụy Thành, trong mắt lạnh như băng, xem ra ngươi là cố ý. Ta nhớ thật giống như không có đắc tội qua ngươi đi. Thôi Thụy Thành hừ lạnh một tiếng, có hay không đắc tội ta không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngươi cặp mắt kia để cho ta nhìn như rất không thoải mái. Đã như vậy, ta liền đem nó đảo hết. Nháy mắt tức thì, Thôi Thụy Thành động, hai ngón tay điểm ra, một đạo ánh sáng màu tím vần quanh. Ngay tại muốn đâm vào Diệp Thần trong mắt nháy mắt, Diệp Thần lắc đầu một cái, ngươi thật cho là ngươi cảnh giới chính là ngươi dựa vào. Buồn cười. Diệp Thần năm ngón tay đưa ra, tựa như năm chuôi thép đao, phá vỡ không khí. Vững vàng bấu vào Thôi Thụy Thành cổ tay trên. Thôi Thụy Thành kinh ngạc phát hiện mình đợt khí và lực lượng đều biến mất hết. Làm sao có thể? Hắn kinh hô thành tiếng. Hắn căn bản không biết rõ Diệp Thần đoạn đường này là đi như thế nào tới. Diệp Thần một cái cung bộ, thân thể nghiêng về trước. Bả vai tựa như núi to vậy oanh đè đi. Núi thiết CMN. Làm bả vai chạm được Thôi Thụy Thành thân thể lúc đó, Thôi Thụy Thành chỉ cảm thấy bị một máy cuồng bạo máy móc nghiền ép. Ken két ca. Ngực hắn nhiều chỗ xương vỡ vụn. Thậm chí phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài. Ầm, người cao một thước tám rất miễn cưỡng đập vào gian hàng rất nhiều đan đỉnh trên. Mấy tôn đan đỉnh ầm ầm vỡ vụn. Thôi Thụy Thành thống khổ rên rỉ. Hắn trong miệng lại là không ngừng khạc ra máu tươi. Chưa từng như này chật vật qua. Hắn con người hiện lên tia máu, từ từ che ngực. Hắn nhớ tới thân, nhưng phát hiện một cổ uy áp bao phủ toàn thân. Hắn căn bản không có tư cách à. Cái đó khôn khéo chủ sạp sắc mặt lại là tái nhợt. Hắn không dám nhúc nhích, vốn muốn đi giúp Thôi Thụy Thành, nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Thần, hoàn toàn bị dọa. Ai cũng không nghĩ ra, thôi ra cái đó đan đạo thiên tài, lại đang một cái nhập thánh cảnh tiểu tử trước mặt một chiêu vậy không nhịn được. Hắn càng không nghĩ tới cái thằng nhóc này hung tàn như vậy à. Nhất định chính là một cái quái vật. Mấu chốt thằng nhóc này điên rồi phải không? Liền đan đạo gia tộc Thôi gia công tử cũng dám động. Đây chính là Thôi Viên trong lòng thịt à. Đắc tội Thôi gia, thằng nhóc kia liền sẽ bị toàn bộ đan hư trấn phân xa à. Thôi Viên tức giận ai có thể chịu đựng. Tiểu súc sinh, ngươi có biết ta thân phận, ngươi lại dám động ta muốn giết ngươi. Thôi Thụy Thành gầm thét lên tiếng, nhưng là rất nhanh, Diệp Thần vậy lạnh tới cốt tủy ánh mắt liền rơi vào hắn trên mình. Diệp Thần gằn từng chữ, ngươi như muốn tìm ta phiền toái, ta tùy thời phụng bồi. Nhưng là ngươi trước hết nghĩ tốt giá phải trả, nếu như lần sau, cũng không phải là gãy mấy cái xương đơn giản như vậy, mà là muốn mạng ngươi. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp rời đi.
Hắn biết chuyện này không cách nào chết yên lành, nhưng là hắn không có sai. Coi như một lần nữa, hắn cũng sẽ thái độ như thế. Nếu như vậy thôi ra thật muốn tìm mình phiền toái, hắn cũng không sợ. Có ít thứ, không trốn thoát. Nếu như nhất định là tánh mạng hắn trong đại kiếp, chống được chính là. Thôi Thụy Thành thấy vậy lạnh như băng trong mắt, sợ không dám nói nữa. Hắn cố nhiên cao ngạo, cố nhiên ở chỗ này có đầy đủ tư cách, nhưng là ở Diệp Thần trước mặt, chênh lệch quá lớn. Diệp Thần trên mình xếp chồng không biết máu của bao nhiêu người, chân hắn đạp nhiều ít thi thể, cũng không phải là một cái đan đạo thiên mới có thể chống lại. Cùng Diệp Thần rời đi sau đó, vậy chủ sạp mới phản ứng được, vội vàng đem Thôi Thụy Thành đỡ lên, Thôi thiếu, ngươi có sao không? Thôi Thụy Thành đem chủ sạp đẩy ra, uống một viên đan dược, chữa thương chốc lát. Làm thương thế hoàn toàn ổn định, hắn mới từng bước một hướng Thôi ra đi. Tốt, 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 ngươi nếu dám khiêu khích ta Thôi ra, ta liền để cho ngươi cảm nhận được cái gì mới thật sự là ác mộng. Diệp Thần chưa có trở lại lúc đầu khách sạn, hắn có thể cảm giác được sau lưng có mấy cặp mắt nhìn chằm chằm mình. Nếu như bây giờ đi và sư phụ các người sẽ cùng, không thể nghi ngờ là hại bọn họ. Hắn lại khai trừ một cái gian phòng ở. Phòng cửa đóng kín, hắn đem vậy tôn phá đỉnh lấy ra, có nhiều thú vị nhìn về phía tiểu hoàng, chính là đồ chơi này, làm cho ta liền một cái giả má phiền, người có phải hay không nên giải thích cái gì? Tiểu hoàng nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới phá đỉnh trên, quanh thân thần lôi lực bùng nổ. Vô tận thần lôi ngay tức thì như một cái lưới lớn bao quanh toàn bộ đan đỉnh. Đột nhiên, ở mắt thường dưới, Diệp Thần phát hiện đan đỉnh bề ngoài lại bắt đầu rụng. Sau đó lại là ở thần lôi dưới thay đổi vô cùng mới tinh. Một đạo thượng cổ hơi thở lại là dũng động đi ra. Cả nhà thậm chí bị một cổ mùi thuốc bao trùm. Diệp Thần cảm giác tâm thần sảng khoái, thậm chí hắn đối với đan đạo lĩnh ngộ cũng là sâu hơn mấy phần. Hắn hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm đan đỉnh, hắn khẳng định vật này tuyệt không phải vật phàm. Mấu chốt tiểu hoàng làm sao sẽ phát hiện? Tiểu hoàng phát giác Diệp Thần nghi ngờ, giải thích, trên người ta huyết mạch tới từ thượng cổ, đối với cổ một ít thứ có trực giác bén nhạy, còn có ta vậy chỉ màu đỏ con ngươi, ta cũng không nói được cụ thể chỗ dùng, nhưng là mới vừa rồi nhưng là phát giác một ít thứ, loại cảm giác này giống như. Thật giống như có tiên tri biết trước năng lực. Diệp Thần ngẩn ra, diễn cảm có chút quỷ dị. Hắn biết tiểu hoàng màu xanh ra trời con ngươi đại biểu thần lôi lực. Nhưng Thủy Chung không biết nhỏ màu vàng đỏ con ngươi tác dụng. Bây giờ nhìn lại, màu đỏ con ngươi năng lực vượt qua xa thần lôi. Tiểu hoàng từ đan đỉnh lên nhảy xuống, vừa nhìn về phía đan đỉnh ngoài uế hiển lộ một nơi bích họa, ngươi lại xem nơi này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đan đỉnh này mặt ngoài bích họa rất là quen thuộc. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, gắt gao rơi vào đan đỉnh một bên. Khi thấy rõ hình ảnh này, hắn há to miệng. Một bộ khó tin hình ảnh. Bởi vì đan đỉnh trên lại có một người thanh niên ngồi xếp bằng, đang luyện chế đan dược. Hắn quanh thân bàn vòng quanh một cái huyết long. Ấn đường lại là tràn ra từng đạo cuồng bạo ngọn lửa. Huyết long. Mi tâm bất diệt lửa. Cái này mẹ hắn không chính là mình sao? Mấu chốt đan đỉnh này lên tại sao có thể có mình hình ảnh? Đây cũng quá đúng dịp đi. Tiểu hoàng nghiêm túc nhìn một cái Diệp Thần, giải thích có ít thứ, không ngươi nghĩ như thế đơn giản, nếu như ta không đoán sai, loại này hình ảnh còn không ngừng một nơi, loại cảm giác này giống như, minh minh bên trong có người đang nhắc nhở ngươi cái gì. Đây là một cái đại cuộc, từ ngươi mở luân hồi mộ địa bắt đầu, ngươi chính là cái đại cục này một con cờ. Ngươi là nhất không thể khống chế nhân tố, có người muốn ngươi thắng, mà có người muốn ngươi thua. Diệp Thần chau mày. Mới vừa muốn hỏi cái gì, tiểu hoàng nhưng là nhìn về phía một phương hướng, nhàn nhạt nói, cầm đan đỉnh ngươi cất trước đi, trễ giờ nghiên cứu lại, bây giờ, có chút phiền toái phỏng đoán tìm tới cửa. Hơn nữa còn là phiền toái không nhỏ. Ta ngủ trước, có chút khốn. Diệp Thần tự nhiên biết tiểu hoàng cái gọi là phiền toái là cái gì. Tất nhiên là người Thôi ra chạy tới. Mấu chốt cái này tiểu hoàng cũng quá không trượng nghĩa. Chẳng lẽ không phải và mình chung nhau đối mặt? Nó nhưng mà khơi mào toàn bộ sự kiện đạo đường dây nóng à? Ngay tại Diệp Thần suy tư lúc đó, một hồi nổ vang tiếng tấn công tới. Cửa phòng trực tiếp vỡ vụn,
Sáu sát ý nghiêm nghị ông già đứng ở ngoài cửa. Ý định giết người ầm ầm lan tràn. Bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm mà Diệp Thần, trong tay kiếm lạnh lẽo lại là trực tiếp lấy ra. Kiếm phong chỉ Diệp Thần, phong tỏa hết thảy Diệp Thần đường chạy trốn. Mấy giây sau đó, một người thanh niên xuất hiện ở Diệp Thần tầm mắt bên trong. Chính là Thôi Thụy Thành. Thôi Thụy Thành lần nữa thấy Diệp Thần, trong mắt tóe ra cừu hận ngọn lửa. Hắn không dám tiếp tục đến gần, núp ở mấy vị lão giả sau lưng, đối với Diệp Thần gằn từng chữ, người vẫn còn có tâm tình ở lại Đan Hư Trấn. Người có thể biết ta Thôi ra ở chỗ này địa vị. Người nếu bây giờ quỳ xuống nói xin lỗi, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái thi thể nguyên vẹn. Diệp Thần không có động tĩnh, ngồi ở một cái ghế trên, trong tay thưởng thức trước một cây ngân châm, không có bất kỳ hốt hoảng. Mà là nhàn nhạt nói, xem ra, lời của ta mới vừa rồi, ngươi là không có nghe lọt, đúng không? Thôi Thụy Thành hiển nhiên không nghĩ tới cũng lúc này, cái thằng nhóc này vẫn là không có bất kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ là người ngu? Hắn cũng sẽ không nói nhảm, đối với bên người mấy cái lão giả nói, bắt lại thằng nhóc này. Ta cần sống. Vậy mấy cái ông già còn chưa động, Diệp Thần nhưng là dẫn đầu đứng dậy, từng bước hướng mọi người đi. Để cho ngươi phụ thân Thôi Viên tới đi, có lẽ còn có thể gặp ngươi một lần cuối. Một câu lãnh đạm lời nói chậm rãi rơi xuống. Thôi Thụy Thành và sáu vị lão giả căn bản không nghĩ tới Diệp Thần chết đến ập lên đầu lại còn như vậy cuồng ngông. Mình phụ thân cũng không phải là người bình thường muốn gặp là có thể gặp. Mấu chốt thằng nhóc này căn bản không có tư cách. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, tiểu súc sinh, ta thật không hiểu nổi ngươi tự tin tới từ nơi nào. Ai cũng được ngươi lấy là ở mấy vị này cường giả trước mặt, còn có đánh lại có thể. Lại vẫn muốn gặp ta phụ thân, thật là buồn cười. Động thủ, phế bỏ tay hắn chân, nếu như phản kháng, trực tiếp tru diệt. Thôi Thụy Thành có lòng tin tuyệt đối, cái này sáu vị lão giả đều là hư vương cảnh trên. Như nhiều người như vậy còn không đối phó được một cái nhập thánh cảnh tiểu tử, vậy thì thật là muốn cho người cười đến rụng răng. Còn như mình phản hư cảnh đỉnh cấp tại sao phải bị thương, rất đơn giản, hắn một lòng yên lặng ở đan đạo, đối với võ đạo không có quá hơn xem qua. Thậm chí cảnh giới cũng là dựa vào đan dược đôi triệt, bàn về kỹ xảo chiến đấu, hắn tự nhiên không phải Diệp Thần đối thủ. Mà đây sáu vị nhưng mà là chiến đấu mà sinh tồn tại, đủ để nghiền ép hết thảy. Sáu vị lão giả tự nhiên không dám khinh thị, mấy người ngay tức thì bao vây Diệp Thần. Trường kiếm như thu thủy, dùng mình từng cơn. Khách sạn gian phòng bầu không khí, bỗng nhiên đọng lại. Trong không khí ngưng tụ một đạo kinh khủng ý định giết người, giống như một đôi vô hình tay hướng Diệp Thần bắt đi. Thậm chí để cho hắn không cách nào thở dốc. Bốn bề vách tường bởi vì uy áp lại nứt ra, cũng may khách sạn và tất cả nhân viên làm việc đã rút lui. Khách sạn vòng ngoài đứng một phiến đông nghịt người, tất cả mọi người đều biết Trấn Đan Hư Thôi ra muốn ở chỗ này chém giết một người, bọn họ đều là tới xem náo nhiệt. Bọn họ không có bất kỳ thương tiếc, mà là cười nhạt. Bởi vì Trấn Đan Hư người đều biết, có vài người, định trước cả đời đều không thể đụng chạm và trêu chọc. Thôi ra chính là một. Giết! Sáu vị lão giả đồng loạt giận quát một tiếng, khí thế leo lên, mang kiếm ý hướng Diệp Thần đi. Sát ý bay lên, có thể gặp khủng bố. Cực mạnh chiến ý tựa như cuồng phong hướng Diệp Thần vào tới. Tựa như tùy thời là có thể chiếm đoạt Diệp Thần. Diệp Thần trong mắt híp lại, hắn không muốn gây chuyện, nhưng là chuyện này định trước không cách nào chết yên lành. Thôi ra là bản xứ gia tộc lớn, đây là một cái động không đáy. Bất kể như thế nào, hắn hôm nay phải đem điều này uy hiếp hoàn toàn diệt trừ. Trong đầu hắn thoáng qua một đạo ánh sáng, khóe miệng phác họa nụ cười, sau đó một bước ra, năm ngón tay kim quang lưu chuyển, Phật quang lan tràn. Luyện thể lực và máu lực rồng đồng loạt bùng nổ. Trực tiếp hướng một người trong đó đập tới. Hắn bây giờ chỉ nửa bước vào thánh vương cảnh, có thể ung dung đối mặt phản hư cảnh, còn như đối mặt hư vương cảnh, hắn tự nhiên không sợ. Diệp Thần một quyền đập ở một vị trong đó ông lão kiếm ý trên. Quanh thân khí thế ầm ầm bùng nổ, một đạo máu đỏ ánh sáng lao ra thân thể. Nháy mắt tức thì, toàn bộ khách sạn gian phòng gió lớn cuốn lên, đợt khí tràn ra. Cái đó ông già tại chỗ bị đập lui,
thân thể không khống chế được ngã về phía sau, gương mặt đều là kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này lại có thể bộc phát ra lớn mạnh như vậy lực lượng. Đồng thời, còn lại năm đạo kiếm ý, lần lượt thay nhau tới, tựa như một bản lưới lớn phong bế Diệp Thần hết thảy. Nghiễm nhiên chính là kiếm ý tạo thành trận pháp. Nếu như đối phó người bình thường, đủ để chém chết. Nhưng là đụng phải hắn Diệp Thần, đó chính là một chuyện thiếu lâm. Diệp Thần nhìn trước mắt một màn, lắc đầu một cái, các ngươi đối với trận pháp căn bản không tinh thông, còn muốn vây khốn ta. Buồn cười. Dứt lời, Diệp Thần đưa ra một ngón tay, đột nhiên điểm ra. Thần lôi lực ngay tức thì quấn quanh nơi tay chỉ trên. Vô tận sấm sét từ chỉ lòng bắn ra, ngay tức thì rơi vào kiếm ý lưới lớn trên. Ùm ùm. Thần lôi lan tràn, kiếm ý vỡ vụn. Khách sạn gian phòng ngay tức thì gió nổi mây vần, đồ gỗ nội thất ầm ầm vỡ vụn. Vậy mấy vị trưởng lão tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy ung dung liền phá vỡ bọn họ trận pháp. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể rối rít lui về phía sau, một mặt nghiêm túc. Lại nhìn về phía cái đó như núi bất động thanh niên, lại sinh ra vẻ kích động. Thời khắc này Diệp Thần ở gió lớn dưới, đồ dạo phố bót bót vang dội, khí thế khiếp người. Vô cùng cái cảm giác bị áp bách. Nếu các ngươi muốn chơi trận pháp, ta cũng để cho các ngươi mở mắt một chút. Thượng cổ không lôi trận. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế ngút trời, ngón tay bước ra một giọt máu tươi, nhanh chóng bắt pháp quyết. Thậm chí từ luân hồi mộ địa trong lấy ra 16 viên linh thạch. Linh thạch bắn vào khách sạn gian phòng 16 cái không cùng phương vị, ngay tức thì cháy, một đạo yếu ớt chùm tia sáng xông lên khách sạn nát, nối thẳng chân trời. Chùm tia sáng trên sấm sét vờn quanh, tựa như một cây tiếp theo một gốc sấm thừng, quấn quanh mở, tạo thành một cái to lớn sấm trận. Lại là đem Thôi Thụy Thành và 6 vị lão giả bọc trong đó. Thôi Thụy Thành sắc mặt đại biến. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này Diệp Thần không chỉ võ đạo nghịch thiên, lại là có thể vô cùng ung dung ngưng tụ trận pháp à. Hắn có chút luống cuống. Các ngươi mau nghĩ biện pháp à, phá vỡ trận pháp này. Hoặc là, cho ta lập tức giết thằng nhóc kia, không cần bất kỳ nương tay. Ta muốn các ngươi đào ra tim hắn, sau đó từng cây một xương gõ bể, từ đây lâm vào là một tên phế nhân. Thôi Thụy Thành thanh âm cơ hồ gầm thét. 6 vị lão giả con người híp lại, trong mắt sắc bén, biết rõ cái thằng nhóc này không tốt như vậy đối phó. Hơn nữa cái này cái gọi là thượng cổ không lôi trận, tuyệt đối nguy hiểm. Thượng cổ không lôi trận đột nhiên bùng nổ, lại là truyền tới một đạo gầm thét thanh âm. Tựa như dã thú, ngưng tụ máu tươi, phá vỡ trận pháp, chém chết tiểu súc sinh này. Được, được, 6 tích máu tươi đồng loạt bắn ra. 6 trên mặt người tràn đầy điên cuồng. Đồng thời, bọn họ 6 người ở giữa linh kiếm vậy bay ra ngoài. Máu tươi đụng chạm linh kiếm. Ngay tức thì ngưng tụ ra kiếm ảnh, cái này 6 kiếm tựa như hóa là ngân hà, lao nhanh xuống. Để cho người màng bái. Không chỉ như vậy, sắp tới đem đến gần Diệp Thần thời điểm, lại xanh thành ngọn lửa. Ngọn lửa càng ngày càng lớn, thậm chí hóa là một phiến biển lửa đem Diệp Thần bao vây. Còn dám ở ta trước mặt đùa lửa và kiếm, ngươi chắc chắn. Diệp Thần bước ra một bước, hơi thở bỗng nhiên phóng thích. Ấn đường chỗ lại xông ra một đạo ngọn lửa, vô hình uy áp phóng thích. Ngọn lửa khuếch tán ra. Những cái kia biển lửa giống như nhìn thấy gì kinh khủng sự vật, rối rít chạy thục mạng. Bọn họ căn bản không nghĩ đến sự việc sẽ như thế phát triển à. Đột nhiên, một cổ thượng cổ hơi thở. Đem toàn bộ khách sạn gian phòng bao phủ ở bên trong, cái này đụng chạm kịch liệt dưới, bốn phía kiếm khí, khoảnh khắc bây giờ, sẽ gặp đem hóa là địa ngục nhân gian. Kiếm khí hoành bay, vậy nguyên bản hướng Diệp Thần mà đến linh kiếm tại chỗ rơi trên mặt đất. Mất đi hết thảy linh khí. Hóa thành sắt vụn. Toàn mẹ hắn bỏ trở lại cho ta. Diệp Thần một tiếng giống giận, dẫn động một đạo thuật pháp. Thuật này pháp tác dụng duy nhất. Liền để cho linh kiếm thần phục. Thuật pháp khí thế ầm ầm bùng nổ. Vậy rơi trên mặt đất vô số thanh kiếm ầm ầm cất cánh, thậm chí lộn. Giờ khắc này, đối với những cái kia linh kiếm mà nói, Diệp Thần vi tôn. Đi! Lại là một giọng nói rơi xuống, linh kiếm hướng Thôi Thụy Thành và 6 vị lão giả đi.
Kiếm phong qua, sông dài bể tan tành. Gió lớn gầm thét, hết thảy cuộn sạch. Vậy sáu vị lão giả và Thôi Thụy Thành hoàn toàn bối rối, tựa như điên rồi. Ai có thể nghĩ tới, thằng nhóc này lại vẫn nắm trong tay bọn họ kiếm. Điều này sao có thể? Linh kiếm nhưng mà và bọn họ nhỏ máu nhận chủ qua, lại là dùng chiến thiên thạch chế tạo, cả đời chỉ có thể nghe theo ra lệnh cho bọn họ. Nhưng là giờ phút này hết thảy lại nên giải thích thế nào? Thôi Thụy Thành thấy một màn này, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, sấm sét, ngọn lửa, trận khí, thằng nhóc này đã nắm trong tay ba chiêu không cùng thuộc tính lực lượng. Cái này đặt ở Côn Lôn hư, căn bản không có thể à. Mấu chốt thằng nhóc này chỉ bất quá nhập thánh cảnh tu vi à. Một đám phế vật, chúng ta thôi ra nuôi các ngươi, liền chút thực lực này. Ta cho các ngươi 10 giây, như lại không bắt lại thằng nhóc này, ta định để cho phụ thân đưa các ngươi lên đường. Khủng hoảng lan tràn, Thôi Thụy Thành một thanh đem trước mặt mấy vị lão giả đẩy ra. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn chuyện này cũng không có thông báo phụ thân, cũng không có mang thôi ra tinh nhuệ đi. Ở hắn xem ra, hư vương cảnh sơ kỳ mấy vị lão giả đủ đối phó trước mắt tình huống. Nhưng chưa từng nghĩ, hư vương cảnh sơ kỳ, căn bản không dùng à. Mấu chốt thằng nhóc này thủ đoạn nhiều vô số kể. Tên này rốt cuộc lai lịch ra sao? Sáu vị lão giả biết rõ sự việc không cách nào chết yên lành, cũng không dự định động kiếm, dẫu sao thằng nhóc này có thể điều khiển vũ khí à. Đầy trời quyền ảnh cuộn sạch đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bất diệt lửa bọc toàn thân, một giọt máu tươi điểm tại mi tâm, hắn khí thế lại bắt đầu leo lên. Cũng không phải tu luyện cảnh, mà là luyện thể. Hắn thân thể lại là truyền tới đùng đùng tiếng vang. Cái này sáu vị cường giả vừa vặn có thể giúp hắn chiết. Muốn đang tu tập pháp quyết này đại thành, chỉ có dựa vào thân xác từng quyền đi tích lũy. Diệp Thần quả đấm ngọn lửa và kim quang tràn ngập, điên cuồng đánh ra. Lấy lực một người chống cự sáu người. Bởi vì là thượng cổ luyện thể pháp quyết quyển thiếu sót, Diệp Thần chỉ bất quá tu luyện tới tầng thứ nhất. Hiển nhiên không cách nào đối phó cái này sáu vị cường giả. Hắn huyết khí dâng trào, người chúng đếm quyền, cũng không từng ngã xuống. Thời khắc này hắn chính là một cái người điên, huyết khí và hung ác cảm giác lao ra toàn thân. Càng bị thương, ngược lại để cho hắn sao sao trạng thái càng tốt. Thằng nhóc này lại đang dùng chúng ta luyện thể. Một cái trong đó ông già phát giác cái gì, kinh hô thành tiếng. Dẫu sao ở Côn Lôn hư luyện thể cực kỳ hiếm thấy. Huống chi Diệp Thần đã là người tu luyện, đan điền đã thành, muốn lại luyện thể sẽ rất khó. Nhưng là thời khắc này Diệp Thần nhưng thiết thiết thật thật như vậy. Đừng để cho thằng nhóc này được như ý, một khi hắn mượn chúng ta luyện thể đột phá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sáu vị thôi ra cường giả đồng loạt lui về phía sau, nhưng là bọn họ đã sớm bị Diệp Thần trận pháp khép kín. Không cách nào lui nữa. Trận pháp kết giới sấm sét ý không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Bọn họ chỉ có thể nhắm mắt đi vác. Nhưng là làm sao vác à? Diệp Thần mỗi một quyền đánh ra, mặt ngoài thân thể chính là xuất hiện một đạo luyện thể ánh sáng. Hiển nhiên là muốn ở luyện thể lên đột phá. Giờ khắc này, Diệp Thần liền phảng phất là một ngọn núi lửa. Núi lửa phun ra, thiên địa không ánh sáng, vạn vật thất thủ. Hơn nữa thần lôi, thật là bén không thể đỡ à. Ước chừng 10 phút, sáu vị lão giả cũng không chịu nổi nữa. Bọn họ gần bì kiệt lực, căn bản không có đánh trả lực. Đại nhân, van cầu ngươi thả qua chúng ta, chúng ta. Có người muốn cầu xin tha thứ, nhưng là Diệp Thần giờ phút này chính là luyện thể đột phá tiết điểm. Làm sao có thể dừng lại? Trọng yếu nhất là, hắn phát hiện mình đi sát đạo và cực kỳ thích hợp. Diệp Thần một quyền đánh vào vậy nói chuyện trên người lão giả, ngay tức thì xuyên thủng, đường đường hư vương cảnh sơ kỳ ông già lại hóa là một đạo xương máu. Còn lại năm vị lão giả còn không có từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, nhưng là phát hiện ác ma kia xuất hiện lần nữa. Oanh! Hồng quang tách thả ra, toàn bộ khách sạn lão đảo muốn rơi xuống, hiểm yếu sụp đổ. Năm vị lão giả ở giữa bốn vị lão giả tại chỗ hóa là một phiến biển máu. Nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, chỉ còn lại một vị lão giả và Thôi Thụy Thành ở trong góc run lẩy bẩy.
bọn họ trong mắt đều là tia máu. Thôi Thụy Thành một mực đắm chìm trong luyện đan bên trong, kia gặp qua loại này sát đạo người. Hắn muốn rời đi, coi là làm vượt qua kết giới lúc đó, chính là bị thần lôi quấn quanh toàn thân. Cực kỳ thống khổ. Thân thể lại bị bắn trở về, lại là ném xuống đất. Một giây kế tiếp một cái bóng đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Thôi Thụy Thành thân thể cứng ngắc, cả người lạnh run, hắn chậm rãi nói tới đầu, thấy một đôi tựa như tử thần ánh mắt. Không có một tia gợn sóng và sức sống. Hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần năm ngón tay đưa ra giữ lại Thôi Thụy Thành cổ. Một cổ nghẹt thở cảm giác tấn công tới. Ta trước đã cho ngươi cơ hội, ngươi còn nhớ không? Diệp Thần thanh âm đạm mạc vang lên. Thôi Thụy Thành cố gắng vỗ Diệp Thần, nhưng phát hiện Diệp Thần tay tựa như cốt sắt hàn giống như chết, nhúc nhích không được. Đồng thời, một cổ năng lượng bàng bạc tràn vào thân thể, để cho hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động. Hắn không có bất kỳ hy vọng xa vời, muốn trách thì tự trách mình lại ba lần xem thường thằng nhóc này. Thực lực này chênh lệch, để cho người cơ hồ tuyệt vọng. Hắn thậm chí cảm thấy Diệp Thần cái gọi là nhập thánh cảnh chẳng qua là giả tưởng. Thả, qua ta cái gì, đều có thể cho ngươi. Thôi Thụy Thành chật vật mở miệng nói. Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, ta muốn mạng ngươi, ngươi nguyện ý cho sao? Thôi Thụy Thành ngẩn ra, sắc mặt vô cùng khó khăn xem, ngay tại hắn cho rằng mình chết chắc thời điểm, Diệp Thần chợt đem Thôi Thụy Thành quăng ra ngoài. Hắn thân thể nặng nề nện xuống đất, khạc ra một ngụm máu tươi. Diệp Thần có nhiều thú vị đi tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn lướt qua phía dưới đám người vây xem, yên lặng đốt một điếu thuốc. Khói mù lượn lờ. Thôi Thụy Thành chật vật bò dậy, nhìn một cái trận pháp kết giới, hắn biết mình không có cách nào rời đi. Mạng hắn liền nắm ở người thanh niên kia trên tay. Hắn ánh mắt như đói như sói vậy, hắn muốn Diệp Thần bỏ ra giá thê thảm. Cùng thời gian lại lâu một chút, phụ thân tất nhiên sẽ biết chuyện này. Một khi phụ thân mang Thôi ra những trưởng lão kia đi khách sạn, hắn liền có sanh quyền lợi. Ngay tại lúc này, Diệp Thần xoay người, bóp tắt trong tay khói, đối với một cái khác còn sống lão giả nói, người muốn sống sao? Lão kia người thân thể run rẩy, chợt gật đầu, lại là quỵ ở Diệp Thần trước người, ta nguyện. Nguyện ý. Diệp Thần con ngươi híp lại, cánh tay vung lên, trận pháp kết giới và thần lôi đồng loạt biến mất. Lão kia người hoàn toàn bối rối. Hắn nhưng mà gặp qua Diệp Thần quả quyết sát phạt, nhưng là như vậy người, làm sao có thể dễ như trở bàn tay thả qua hắn. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Đại nhân, ngươi muốn ta làm gì? Ta tuyệt sẽ không thông báo gia chủ. Ta nhất định giữ bí mật. Hắn mở miệng nói. Diệp Thần cười một tiếng, xoay người, tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đạo thanh âm thản nhiên nhưng là bay tới, vừa vặn ngược lại, ta muốn ngươi cầm Thôi Viên mang đến. Cái gì? Nghe được câu này, không chỉ Thôi Thụy Thành bối rối, lão kia người càng bối rối. Thằng nhóc này muốn làm gì? Lại vẫn muốn Thôi Viên tới. Thôi Viên nhất tới, hắn làm sao có thể còn sống quyền lợi? Giống nhau là cầm mình đi trong đống lửa đẩy à? Đại nhân, người sẽ không là đang nói đùa chứ, gia chủ nhưng mà. Diệp Thần không có gì kiên nhẫn, nói thẳng, một phút bên trong rời đi ta tầm mắt, còn nữa, ngươi chuyển cáo Thôi Viên, nửa giờ bên trong ta như không có thấy hắn. Ta sẽ đích thân cầm con trai hắn đầu lâu đưa tới cửa. Một khắc sau, một đạo sóng lớn cuộn sạch, tiếng nổ tung, ông già đã mất đi bóng dáng. Toàn bộ gian phòng chỉ còn lại Diệp Thần và Thôi Thụy Thành. Vô cùng yên lặng, Thôi Thụy Thành muốn nói, nhưng là làm hắn thấy Diệp Thần ánh mắt, nhưng không dám nói nữa một câu. Yên lặng rúc lại xó xỉnh. Nhiều năm như vậy, hắn ở Trấn Đan hư hồi nào nhận loại này làm nhục. Hắn nhưng mà tương lai cao cấp đan tôn à, có khả năng nhất phá vỡ đan hư tháp ghi chép người à. Đây tuyệt đối sẽ là trong đời hắn một lớn làm nhục. Móc lửng. Chờ đợi hơn, Diệp Thần nhưng là nhắm mắt, tỉ mỉ cảm giác thân thể biến hóa. Hắn phát hiện mình quanh thân lỗ chân lông chui vào cái gì, sáp nhập vào huyết mạch. Còn như cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết. Cố nhiên là quyển thiếu sót, nhưng là tuyệt không bình thường. Mạc Ngưng Nhi tới từ thượng cổ, tự nhiên không thể nào cho hắn kém đồ.
Cùng sự việc kết thúc, thật tốt hỏi một chút Mạc Ngưng Nhi đi. Trấn Đan Hư, Thôi Gia. Thôi Gia Từ Đường, Thôi Viên đang dâng hương, đây là hắn mỗi ngày đều phải làm sự việc. Thôi Gia ở Trấn Đan Hư truyền thừa 800 năm lịch sử, nhưng là ở hắn khu vực này thật giống như sa sút. Cũng may hắn nhi tử Thôi Thụy Thành ở đan đạo trên có chút thiên phú, đây là hắn Thôi Viên hy vọng duy nhất. Cùng Thôi Thụy Thành phá hư Đan Hư Tháp ghi chép, chính là hắn Thôi Gia từng bước xâm chiếm Trấn Đan Hư thời điểm. Đến lúc đó Lạc Gia lại coi là cái gì? Cái đó cái gọi là Lạc Giao chỉ có thể thành là hai cha con bọn họ vạn đồ chơi. Ngay tại lúc này, cửa Từ Đường trực tiếp bị người đẩy ra. Lão gia, xảy ra chuyện lớn. Thôi Viên con người híp một cái, hư không một cái tát phung ra, một tát này hung hãn đập vào một cái ông lão trên mình. Lão kia người tại chỗ đánh bay ra ngoài. To gan, đây là Thôi Gia Từ Đường, người có cái gì tư cách vào tới. Ông già sắc mặt hốt hoảng, vội vàng quỳ ở Từ Đường bên ngoài, lão gia, sự việc quá nghiêm trọng, ta mới như vậy, còn xin bớt giận. Thôi Viên hừ lạnh một tiếng, một phất ống tay áo, đi ra bên ngoài. Cửa Từ Đường bị hắn đóng lại, hắn trên cao nhìn xuống nhìn cái đó ông già, gần từng chữ, nói. Chuyện gì, có phải hay không Đan Hư Tháp lại xảy ra chuyện gì? Lão kia người chợt lắc đầu, kiêng kỵ nhìn một cái Thôi Viên, vẫn là nói, lão gia, thiếu gia nguy ở một sớm một chiều à. Người kia nói, nếu như nửa giờ bên trong không thấy được lão gia, hắn. Hắn liền đem thiếu gia đầu lâu tự mình tới cửa. Cái gì? Thôi Viên sắc mặt đại biến, đem ông già xách lên. Ngươi nếu như lừa gạt ta, có biết giá phải trả. Gầm thét tiếng ở ông lão vang lên bên tai. Lão kia người chợt lắc đầu, lão gia, ta làm sao dám lừa gạt ngươi à? Thời gian mau không còn kịp rồi, chúng ta mau đi đi, nếu không chậm thì không được. Thôi Viên không dám cầm mình mạng của con trai đánh cuộc, gắt gao bắt ông già, hướng bên ngoài lao đi. Tốc độ cực nhanh. Đến mức, bất kỳ những người cản đường ngay tức thì người ngưỡng mã phiên, một đường không người nào có thể ngăn cản. Mà Lạc Vô Nhai đang cùng Lạc Giao ngồi xe ngựa từ Đan Hư Tháp trở về, chuẩn bị về nhà. Đột nhiên, một hồi gió lớn cuộn sạch, xe ngựa kinh động. Lạc Vô Nhai hơi biến sắc mặt, cho là sát thủ, rút trường kiếm ra mới vừa muốn động thủ, nhưng là làm hắn thấy trong cuồng phong lòng bóng người lúc đó, thân thể nhưng là hoàn toàn cứng lên. Lại là Thôi Viên. Hắn biết Thôi Viên không biết nhiều ít năm, hắn so người bất kỳ cũng rõ ràng Thôi Viên. Không có chuyện gì có thể để cho hắn hốt hoảng như vậy. Nếu như có, đó chính là thiên đại chuyện. Ba, thế nào? Lạc Giao thò đầu ra tới, rất là tò mò. Lạc Vô Nhai con người híp lại, trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, hướng Thôi Viên biến mất phương hướng đi, Lạc Giao theo ta tới. Mau! Bất kể là cái gì, hắn Lạc Gia phải biết. Quan hệ đến Trấn Đan Hư thế cục. Mà giờ khắc này, khách sạn bên trong. Diệp Thần đã cảm nhận được một cổ hơi thở cuốn tới. Trung quanh thiên địa linh khí cũng ba động. Hắn đứng lên, bóp tắt khói, hướng Thôi Thụy Thành từng bước một đi tới, trong tay hắn lại là lấy ra một viên đan dược. Đây là ban đầu ở Bất Diệt đứng đầu dưới sự giúp đỡ, luyện chế một nhóm đan dược. Mà trong tay hắn viên đan dược này tên là Bất Diệt là Thể Đan, đây là Không Diệt đứng đầu ở rất lâu trong năm tháng nghiên cứu chế tạo một loại kịch độc thuốc. Ở thời đại thượng cổ, Bất Diệt đứng đầu chính là dùng đan dược này trói buộc một ít cường giả. Bất Diệt đứng đầu sau khi biến mất, viên thuốc này trừ hắn trở ra, không có ai có thể luyện chế giải dược. Không có ai. Dù là ở đan đạo hoành hành Trấn Đan Hư cũng không ngoại lệ. Há miệng. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Thôi Thụy Thành nhìn Diệp Thần đan dược trong tay chính là phát giác vấn đề, hắn đan đạo thiên phú nghịch thiên, đối với đan dược cực kỳ nhạy cảm. Hắn một mắt chính là nhìn ra Diệp Thần trong tay đan dược cổ quái. Không màu không vị, thậm chí hắn phát hiện đan dược bề ngoài lại tràn ra màu đen khí thể. Loại đan dược này chưa bao giờ nghe, tuyệt đối có vấn đề. Hắn gắt gao ngậm miệng, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Một trưởng vỗ ở Thôi Thụy Thành cằm trên. Một giây kế tiếp, đan dược liền chính xác không có lầm tiến vào hắn trong miệng. Thôi Thụy Thành muốn đem đan dược phun ra, nhưng phát hiện đan dược vào miệng tức hóa,
hắn cảm giác một đoàn hắc khí thật giống như chui vào hắn thân thể, nắm trong tay hết thảy. Ngươi đút ta chính là thứ gì? Thôi Thụy Thành lớn tiếng nói. Diệp Thần cười không nói, bắt lại Thôi Thụy Thành, hướng khách sạn nóc nhà đi. Mà giờ khắc này, cuồng bạo đợt khí bỗng nhiên rơi xuống. Vậy ở khách sạn hạ người vây xem, ngay tức thì bị tản ra, một đạo kinh thiên gầm thét lại là vang khắp. Tiểu súc sinh, cầm nhi tử ta giao ra. Thôi Viên máu đỏ trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, một chuôi hàn đao trực tiếp rút ra, vừa mới chuẩn bị hướng Diệp Thần đi, nhưng là phát hiện Diệp Thần trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh kiếm, kiếm đã vững vàng đặt ở Thôi Thụy Thành cổ chỗ. Hết thảy đều ở đây Diệp Thần kế hoạch bên trong. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Thôi Viên, gần từng chữ, ngươi nếu như không tin, không ngại chúng ta đánh cuộc một lần, là ngươi đao mau, vẫn là ta kiếm mau đâu. Dứt lời, Thôi Thụy Thành trên cổ đã xuất hiện một dấu máu, huyết dịch rỉ ra. Thôi Viên sắc mặt đại biến, không dám gần thêm bước nữa, hắn gương mặt dữ tợn, tức giận nói, tiểu súc sinh, người sau lưng rốt cuộc là ai? Vì sao phải động ta Thôi Viên nhi tử? Ngươi muốn cái gì cùng nhau nói ra, ta Thôi ra tuyệt đối thỏa mãn ngươi. Lời nói vừa dứt hạ, hai đạo thân ảnh cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Chính là Lạc Vô Nhai và Lạc Giao. Khi bọn hắn thấy trên nóc nhà Diệp Thần và Thôi Thụy Thành lúc, gương mặt kinh hoàng, tựa như gặp quỷ vậy. Lạc Giao vốn là còn chút ngạc nhiên mừng rỡ, dẫu sao tìm được Diệp Thần. Nhưng là làm nhìn thấy bây giờ tình trạng, sắc mặt nàng hoàn toàn tái nhợt. Diệp Thần rốt cuộc đang làm gì à? Hắn điên rồi phải không? Lại dám dùng Thôi Thụy Thành mệnh tới uy hiếp Thôi Viên. Thôi Viên ở chỗ này coi là lần trước Phương Kiêu Hùng, thủ đoạn thông thiên, coi như giờ phút này uy hiếp, hắn thật lấy là có thể còn sống rời đi nơi đây sao? Hừ, một bên Lạc Vô Nhai hướng về phía Lạc Giao hừ lạnh lên tiếng, Lạc Giao, người bây giờ chẳng lẽ còn cảm thấy ta ngày đó đuổi đi Diệp Thần không phải một cái chính xác lựa chọn? Thằng nhóc này mới đi vào bao lâu, lại có thể làm ra như vậy hoang đường chuyện? Ta hiểu Thôi Viên, Diệp Thần hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái không biết nhận định tình hình và ẩn nhẫn tiểu tử, thành không là cái gì khí hậu, càng không có tư cách tiến vào Lạc Gia. Lạc Giao sắc mặt tái nhợt, nàng nghĩ tới điều gì, vội vàng đi tới Thôi Viên trước mặt, Thôi thúc thúc, nóc nhà trên là bạn của ta, trong này nhất định có hiểu lầm, ta lập tức để cho hắn thả người, xin Thôi thúc thúc không muốn truy cứu. Hắn còn trẻ. Có thể chẳng qua là tạm thời hành động theo cảm tình. Thôi Viên lúc này mới chú ý tới Lạc Giao, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem Lạc Giao chấn động lui lại mấy bước. Ta còn buồn bực thằng nhóc này tại sao như vậy quen mắt, nguyên lai là ngươi mang vào. Muốn ta thả hắn, nằm mơ. Người này hẳn phải chết. Còn nữa, cùng người này thống khổ sau khi chết, ta truy cứu nữ ngươi Lạc Gia. Lạc Vô Nhai nghe được câu này, tự nhiên không thoải mái. Bảo vệ ở Lạc Giao trước người, lạnh lùng nói, Thôi Viên, mời ngươi làm rõ ràng một chuyện, cái này Diệp Thần ngày đó liền bị ta đuổi ra Lạc Gia, cố nhiên người này là con gái ta mang vào, nhưng là từ thằng nhóc kia rời đi Lạc Gia sau đó, liền và ta Lạc Gia không có một tia quan hệ. Ngươi nếu dám giận cá chém thất con gái ta, hỏi trước một chút ta Lạc Vô Nhai có đáp ứng hay không? Thôi Viên con ngươi lạnh lẽo, cũng không để ý, hắn nhìn một cái chung quanh. Thôi ra cường giả đã bao vây. Vậy Diệp Thần không đường có thể trốn. Thôi Viên nhất bước bước ra, ánh mắt bắn về phía Diệp Thần, ta cuối cùng hỏi lần nữa, người muốn như thế nào mới nguyện ý thả Thụy Thành. Diệp Thần nhìn lướt qua Lạc Giao, hơi kinh ngạc, nhưng là khôi phục rất nhanh bình thường, nhàn nhạt nói, người nhi tử chính ngươi không dạy, đắc tội ta, vậy chỉ có thể do ta tới dạy. Muốn ta thả hắn cũng có thể, ta chỉ có một điều kiện. Cho ta một khối tiến vào đan hư tháp lệnh bài. Đối với Diệp Thần mà nói, Thôi ra không phải uy hiếp, hắn muốn Thôi ra tự hủy vậy không thiết thực, duy nhất cơ hội chính là tiến vào đan hư tháp. Hắn đứng sau lưng Lâm Thanh Huyền, đối với bước vào đan hư tháp có lòng tin tuyệt đối. Trọng yếu hơn chính là, đan hư tháp trong có dẫn động luân hồi mộ địa đại năng năng lượng. Có năng lượng như thế, như đạt được mới đại năng tương trợ, hắn còn cần sợ hãi Thôi ra. Như muốn tiêu diệt, chỉ một cái đủ để. Huống chi, hắn còn lưu lại hậu thủ, Thôi Thụy Thành uống viên đan dược kia, hắn như muốn Thôi Thụy Thành chết, thần tới, vậy không ngăn cản được.
Nghe được Diệp Thần cái yêu cầu này, không chỉ Thôi Viên bối rối, liền liền Lạc Vô Nhai cũng là bối rối. Một cái đan đạo đều không hiểu người muốn đi vào đan hư tháp lệnh bài làm gì. Mấu chốt coi như tiến vào đan hư tháp thì có ích lợi gì. Không hiểu đan đạo người, hơi lơ là, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Thôi Viên chính là muốn đến Diệp Thần như vậy hành động lý do. Phỏng đoán thằng nhóc này biết không xảy ra chấn đan hư, liền dùng đan hư tháp kéo dài tánh mạng. Một khi tiến vào đan hư tháp, coi như là hắn Thôi ra cũng không khả năng ở bên trong tùy tiện động thủ. Hắn con người híp lại, ngược lại là không có bất kỳ ý cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng nói, được, ta Thôi ra vừa vặn còn có một quả đan hư làm. Ta sẽ dùng viên thuốc này hư làm đổi con ta mệnh. Dứt lời, lòng bàn tay hắn trực tiếp trôi lơ lửng ra một quả lệnh bài. Lệnh bài phía sau là một tôn đan đỉnh, cực kỳ phong cách cổ xưa, dịch thấu trong suốt, tuyệt không phải vật phàm. Hắn nhẹ nhàng ném đi, ngọc bội chính là bay đến Diệp Thần trong tay. Diệp Thần năm ngón tay cầm, cảm nhận được một tia cảm giác đặc thù, vừa vặn và đan hư tháp một tới. Không có sai. Diệp Thần, hiện ngươi là không phải nên thả con trai ta. Thôi Viên nói. Diệp Thần con ngươi híp lại, vừa định đem Thôi Thụy Thành đẩy xuống, Lạc Giao nhưng là lên tiếng nói, Diệp Thiên Sinh, cẩn thận. Một giây kế tiếp, một đạo tiếng xé gió tấn công tới, chỉ gặp một chi đỏ rực mũi tên cuốn tới. Tuyệt Vân Tiễn. Diệp Thần sắc mặt đại biến, đây chính là Côn Lôn Hư nổi danh giết mũi tên. Một mũi tên ra, tất nhiên vong hồn đạp suối vàng. Mũi tên còn phải do hư vương cảnh đỉnh cấp trên cường giả, mới có thể kéo động dây cung. Cực kỳ nguy hiểm. Hắn chỉ bất quá nghe sư phụ nhắc tới, nhưng chưa từng nghĩ qua, sẽ ở chỗ này thấy. Thôi Viên con lão hồ ly này, ngoài mặt và mình đàm phán, lại đã sớm giữ lại hậu thủ. Cho mình ngọc bội lúc đó, chính là bắn chết cơ hội của hắn. Diệp Thần thân thể hơi di động, hết sức lớn nhất toàn lực. Nhưng là vậy tuyệt mây kiếm quá nhanh. Sắp đến mắt thường căn bản bắt không tới. Phốc, Tuyệt Vân Tiễn vẫn là xuyên qua hắn bả vai, mang một tia máu tươi xông ra. Không có thương tổn đạt tới chỗ hiểm. Diệp Thần vội vàng đem ngân châm bắn ra, ổn định máu tươi, nhưng mà làm hắn thấy bả vai vết thương, con người âm trầm xuống. Trên thân kiếm có độc. Hắn thậm chí cảm giác được vẻ uể oải cảm giác tấn công tới. Nếu như là người bình thường có thể đã sớm ngã xuống, nhưng là hắn huyết mạch đặc thù, ảnh hưởng không lớn. Lập tức, phải nhanh lên tiến vào đan hư tháp. Hắn sát ý cuộn sạch, lần nữa nhìn về phía trước mặt bị thương Thôi Thụy Thành, nếu Thôi Viên như vậy thì trách không được hắn. Hắn trường kiếm trong tay huyết quang tràn ngập, chém xuống một kiếm. Còn chưa chém xuống, phía dưới lại truyền tới Thôi Viên thanh âm. Âm lãnh, giễu cợt. Diệp Thần, bây giờ chúng ta đóng đổi con tin như thế nào? Diệp Thần kiếm ngay tức thì treo ở, con người bắn xuống phía dưới, nhưng là phát hiện Lạc Giao đã bị Thôi Viên kiếm để ở. Một khi động thủ, Lạc Giao hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một bên Lạc Chân Trời hiển nhiên cũng không nghĩ ra Thôi Viên biết nhúc nhích con gái mình, sắc mặt hắn đều là vẻ nổi nóng. Thôi Viên, người mẹ hắn rốt cuộc đang làm gì vậy? Người nếu dám động con gái ta, ta muốn người Thôi ra từ trên xuống dưới thường mạng. Lời nói vang khắp, cực kỳ băng hàn. Thôi Viên nhún vai một cái, đối với Lạc Chân Trời nói, Lạc huynh, ngại quá, ta cũng không có lựa chọn, không nghĩ tới Tuyệt Vân Tiễn lại có thể vậy không cần thằng nhóc kia mệnh, Thụy Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta phải cứu hắn. Sau đó, Thôi Viên nhìn về phía Diệp Thần, lạnh lùng nói, Diệp Thần, ta biết ngươi và cái này Lạc gia bé gái quan hệ. Dùng con ta mệnh đổi mạng nàng ngược lại là rất tính toán, bất quá, ngươi chắc chắn nhẫn tâm nơi này. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Giao. Hắn kế hoạch không chê vào đâu được, duy chỉ có không có cân nhắc đến Lạc Giao sẽ xuất hiện ở nơi này. Ở quảng trường Thiên Tuyệt, Lạc Giao cứu hắn và Y Thần Môn. Lại là mang hắn tiến vào đan hư tháp. Bất kể như thế nào, hắn đều không thể không phụ trách. Mấu chốt chuyện này do hắn lên. Lạc Giao nhìn thấu Diệp Thần do dự, nàng so người bất kỳ đều biết, nếu như Diệp Thần trao đổi nàng và Thôi Thụy Thành, vậy Diệp Thần muốn phải rời đi nơi này căn bản không có thể.
Thôi ra mấy vị cao cấp cường giả đều ở đây vùng lân cận. Nàng vội vàng nói, Diệp thần, không cần phải để ý đến ta, người mang Thôi Thụy Thành rời đi, nàng không dám động ta. Vậy đừng đi Đan Hư Tháp, trực tiếp rời đi trấn Đan Hư. Lời nói rơi xuống, Thôi Viên con ngươi lạnh lẽo, trường kiếm trong tay hơi dùng sức, ngay tức thì trường kiếm chính là mạc nhập Lạc Giao cổ một tia. Máu tươi ngay tức thì dòng nước chảy ở trắng nõn trên cổ. Nhìn thấy mà giật mình. Thôi Viên lạnh lùng nói, Diệp thần, người chỉ sợ là không biết ta Thôi ra là dựa vào cái gì lập nghiệp đi, không phải đan đạo, mà là giết người cướp của. Người thật lấy là ta chuyện gì làm không đứng lên. Diệp thần không có một chút do dự, nói thẳng, đem Lạc Giao thả, ta liền đem ngươi nhi tử thả. Thôi Viên lắc đầu một cái, ta không tin ngươi. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một chân đạp ở Thôi Thụy Thành trên ngực. Hắn thân thể trực tiếp đập xuống. Diệp thần tự nhiên không sợ, vốn là Thôi Thụy Thành liền đối với hắn mà nói cũng chưa có quá lớn giá trị. Thôi Viên thấy vậy, không do dự nữa, chợt đem Lạc Giao hướng Lạc Vô Nhai ném ra. Đồng thời bước chân nhẹ một chút, vượt qua giữa không trung tiếp nhận Thôi Thụy Thành. Khi thấy nhi tử như vậy thương thế, trên người hắn sát ý ầm ầm bùng nổ, Thôi ra bốn nghe lệnh, không tiếc hết thảy, chém chết người này. Tuyệt không thể để cho người này tiến vào Đan Hư Tháp. Dứt lời, bốn đạo kinh khủng bóng người ngay tức thì hướng Diệp thần lao đi. Thậm chí kéo theo thiên địa dị tượng. Cái này bốn người tuyệt đối không dứt hư vương cảnh, thậm chí có thể là đạo nguyên cảnh. Tuyệt đối không phải bây giờ Diệp thần có thể ngăn cản. Diệp thần tự nhiên sẽ không cùng đám người này cứng đối cứng, thân thể nhanh chóng hướng trung ương Đan Hư Tháp đi. Đây là hắn duy nhất cơ hội. Hắn quanh thân ngay tức thì sát khí cuộn sạch, vô số chân khí ngưng tụ vào mũi chân trên. Gió lớn từng cơn, mà sau lưng bốn đạo thân ảnh nhưng là không ngừng theo sát. Nguy cơ bùng nổ. Chưa tỉnh hồn Lạc Giao kịp phản ứng, cũng không lo trên cổ thương thế, vội vàng cầu Lạc Vô Nhai nói, ba, van cầu ngươi giúp một tay Diệp thần, hắn mới vừa rồi hoàn toàn không cần thiết quản ta, nhưng là ngươi vậy nhìn thấy. Hắn thực lực căn bản không phải Thôi ra bốn đem đối thủ, nếu như bị đuổi giết, vậy thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Vô Nhai do dự mấy giây, mặc dù dao động, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, ta không biết giúp hắn, chính là bởi vì thằng nhóc này, hắn thiếu chút nữa hại chết ngươi. Hắn chính là đối với Thôi ra cũng hoặc là đối với ta Lạc ra cũng là một chuyện tốt. Ngươi muốn đem máu chỉ một chút đi. Lạc Vô Nhai lấy ra một cái chai thuốc, đưa cho Lạc Giao. Nhưng trực tiếp bị Lạc Giao té ra ngoài. Đồng thời Lạc Giao cấp tốc hướng Đan Hư Tháp đi. Ba, nếu ngươi là loại này vô tình vô nghĩa người, vậy ta Lạc Giao giúp. Lạc Vô Nhai nhìn Lạc Giao bộ dáng quật cường, lắc đầu một cái, vẫn là đuổi theo. Lạc Giao à Lạc Giao, người căn bản không hiểu Côn Lôn hư quy tắc à, loại này phàm căn con kiến hôi chung cả đời vậy không thay đổi được thế cục, đối mặt như vậy đồ vật khổng lồ, chết mới hẳn là hắn nơi quy tụ. Cùng thời khắc đó, Diệp thần có thể cảm giác được rõ rệt sau lưng bốn vị cao cấp cường giả càng ngày càng gần. Đạo nguyên cảnh tồn tại, hắn thật không có tư cách khiêu chiến. Mắt nhìn nguy cơ lan tràn tới, hắn chỉ có thể xoay người lấy ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, điên cuồng chém tới. Người nơi này không biết Diệp Thí Thiên tồn tại. Bại lộ thực lực thì như thế nào? Đinh! Kim thiết giao minh tiếng vang khắp, cố nhiên Trảm Long Vấn Thiên Kiếm cực mạnh. Nhưng là đối mặt cường giả như vậy vẫn là chiêu không ngăn được. Diệp thần cánh tay tê liệt, thân thể lại là bay rớt ra ngoài, lại là hung hãn nện xuống đất. Hắn tay phải vỗ một cái, đứng vững thân thể. Đồng thời linh thức lan ra. Khoảng cách Đan Hư Tháp còn có 1000 mét. Một cái trong đó Thôi ra bốn đem trên cao nhìn xuống nói, như thực lực này vậy liền uy hiếp Thôi ra, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay ta sẽ dùng máu ngươi để cho ngươi rõ ràng vì sao vì quyền uy. Diệp thần hai tay cầm kiếm, toàn lực chống lại. Một khắc sau, ở đó sóng lớn cuốn tới ngay tức thì, một hồi tiếng nổ nổ tung. Ông ông ông! Trảm Long Vấn Thiên Kiếm phát ra từng cơn rên rỉ tiếng. Trên trường kiếm kiếm quang, bỗng nhiên tản đi. Trăm trượng kiếm khí, ngay tức thì tan vỡ. Lửa cháy bừng bừng hàng dài. Bị chiếm đoạt ở vậy vô biên sóng lớn chính giữa. Phốc suy. Ở sóng lớn dư âm cuộn sạch dưới,
Diệp Thần không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ bay ra. Phịch, ước chừng bay ngược ra mấy chục mét, Diệp Thần cả người đập rơi ở trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ, tựa như nghiền. Một chiêu giao phong, vẻn vẹn chỉ là một chiêu giao phong, Diệp Thần không những không có uy hiếp được Thôi Gia Bốn Đêm, ngược lại thì ở Thôi Gia Bốn Đêm phản kích dưới, bị thương nặng, khí huyết không yên. Cái này giữa hai người chênh lệch đã lộ ra thấy rõ. Bọn họ theo vốn không phải một tầng thứ tu sĩ à? Tiểu súc sinh, người cùng chúng ta kém quá hơn. Huống chi ngươi chúng độc, làm sao còn đánh? Tự tìm cái chết. Chung quanh ngược lại là tụ tập không thiếu người vây xem. Bọn họ mắt lạnh bên cạnh xem. Trận chiến này, làm sao còn đánh? Phải thua không thể nghi ngờ à? Cái này làm cho người không khỏi được thổn thức. Tuyệt đối thực lực trước mặt, ngay cả là Diệp Thần, cũng bất quá là gà vườn chó đất thôi. Nho nhỏ con kiến hôi, bất quá như vậy. Ngay tại Diệp Thần miệng to thở dốc, vùng vẫy bỏ dậy, ở mọi người biến ảo sắc mặt chính giữa, nhất kích đắc thủ Thôi Gia Bốn Đêm, nhưng là chưa từng cuống cuồng đuổi giết. Bọn họ cho Diệp Thần đầy đủ thở dốc cơ hội. Nhìn vùng vẫy bỏ dậy Diệp Thần, Thôi Gia Bốn Đêm trong mắt, đều là khinh thường và ánh mắt miệt thị. Diệp Thần, căn bản không tạo thành uy hiếp mà. Cần gì phải để cho hắn lập tức chết đi. Chết trước khi đau khổ, thường thường mới là một người sợ hãi nhất trừng phạt. Trong lòng hận ý, để cho Thôi Gia Bốn Đêm hưởng thụ như vậy quá trình. Hắn muốn cho Diệp Thần trọn vẹn hưởng thụ chết sợ hãi sau đó, lại đi chết. Tiểu súc sinh, còn có vì sao chiêu thức, cứ việc thi triển. Một chiêu kia mới vừa rồi, không phải tất cả của ngươi bộ. Nhìn dần dần đứng vững thân hình Diệp Thần, Thôi Gia Bốn Đêm hừ lạnh nói. Hắn muốn cho Diệp Thần lại tuyệt vọng chính giữa tan vỡ. Ở tan vỡ chính giữa hưởng thụ chết sợ hãi. Thôi Gia Bốn sắp đem Diệp Thần mặt mũi hoàn toàn chà đạp, hắn phải đem Diệp Thần tự ái, xé tan thành từng mảnh. Đáng chết! Đối mặt Thôi Gia Bốn Đêm như vậy nhục nhã lời nói, Diệp Thần hung hãn mắng một tiếng. Hắn hít sâu mấy hơi, cưỡng ép ổn định trong cơ thể lăn lộn khí huyết, Diệp Thần híp mắt lại. Thôi Gia Bốn Đêm, đây là muốn hành hạ mình, muốn phá hủy mình lòng tin. Diệp Thần trong lòng hừ một tiếng. Nếu ngươi cấp cho mình, ta liền không khách khí. Diệp Thần cổ tay run một cái, sử dụng một cây ngân châm. Thấy ngân châm xuất hiện, Thôi Gia Bốn Đêm diễn cảm ngược lại có chút cổ quái. Thằng nhóc này kiếm trong tay cũng hám không nhúc nhích được bọn họ, một cây phá ngân châm nhưng cho là có tư cách. Thật là buồn cười. Liền bọn họ cười nhạt lúc đó, Diệp Thần vận chuyển Cửu Thiên Huyền Dương Quyết, quanh thân chân khí toàn bộ ngưng tụ ở ngân châm trên. Hắn có thể cảm giác được vậy tuyệt vân tiễn trong độc đang từ từ thấm vào đến trong máu. Hắn không phản kháng được bao lâu. Hắn duy nhất có thể làm chính là nhất kích dưới, sẽ để cho những người này đánh lui. Đột nhiên, hắn trong lòng có một đạo ý tưởng điên cuồng. Lâm Thanh Huyền ngân châm không đủ để đối phó cái này bốn người. Nếu như hơn nữa thần lôi và bất diệt lửa đâu, tuyệt đối có tư cách. Nhưng là như vậy, hắn tiếp nhận lực lượng sẽ đem cực kỳ khủng bố. Không để ý tới hết thảy, Diệp Thần mi tâm ngọn lửa trực tiếp ngưng tụ ở ngân châm trên. Đồng thời vô tận thần lôi vậy hội tụ ở ngân châm trên. Chung quanh hư không mơ hồ truyền tới rột rột tiếng. Dường như muốn tan vỡ vậy. Thôi Gia Bốn Đêm tự nhiên thời gian đầu tiên phát hiện không đúng. Bọn họ lại nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt đại biến. Thằng nhóc này ngân châm trong tay có vấn đề lớn. Mau, mau ngăn lại. Tuyệt không thể để cho hắn kích thích. Thôi Gia Bốn Đêm một bước ra, mang theo mưa to gió dữ thế cuộn sạch đi. Quanh thân lại là lóe lên tia sáng chói mắt. Uyển như thiên thần, mà giờ khắc này Diệp Thần kinh khủng hơn. Trên bầu trời vô số sấm sét rơi xuống, màu tím, màu đỏ sấm sét bàn lượn quanh toàn thân. Diệp Thần trong mắt cũng tràn ngập sấm sét. Mà Thôi Gia Bốn Đêm đã cách Diệp Thần chỉ bất quá 10 mét. Một giây kế tiếp, chính là có thể bẻ gãy Diệp Thần đầu lâu. Thậm chí bọn họ quanh thân hình thành bốn đạo gió bão. Bất kỳ đến gần gió bão người. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thôi Gia Bốn Đêm, tựa như một tòa khó mà vượt qua núi cao, đứng sững ở Diệp Thần trước mặt, kêu người không cách nào thở dốc. Đột nhiên, Diệp Thần trong mắt trợn to,
lại là nổi giận gầm lên một tiếng, thanh huyền ngân châm, chém thần ma. Ra lệnh một tiếng, thiên địa ảm đạm, ngày tháng không ánh sáng. Vô số linh khí hướng ngân châm hội tụ đi. Ngân châm bỗng nhiên mở rộng. Hàm chứa năng lượng bàng bạc, cực kỳ bá đạo. Long ngâm chi âm, điếc tai nhức óc. Ngân châm trăm trượng, bất diệt lửa ầm ầm bùng nổ. Thần lôi lực nối liền trời đất, tựa như hóa là một con cự thú, hướng thôi ra bốn đem chiếm đoạt đi. Không chỉ như vậy, ngân châm lại như thiên thần hạ xuống phàm trần, mang theo thiên quân vạn mã, hướng tòa kia không thể vượt qua núi to đánh giết đi. Giờ khắc này, thời không tựa như qua lại, năm tháng tựa như nghịch chuyển. Giờ khắc này, Diệp Thần đan điền linh khí toàn bộ biến mất. Liền liền thân thể cũng thiếu chút nữa văng tung tóe. Một kích này, coi là lên hắn một kích mạnh nhất. Sáng chói chói lọi, vô tận kiếm khí, đầy trời đợt khí chính giữa, cả thế giới yên lặng xuống. Oanh! Hết thảy tựa như nổ bể ra. Từng trận tiếng nổ truyền tới, thiên địa rúng động. Toàn bộ mặt đất run rẩy kịch liệt, mặt đất tắc tắc nứt nẻ. Bốn phía kết giới, đung đưa chính giữa, sinh ra từng đạo kẽ hở. Thôi ra bốn đem vậy ánh mắt hoảng sợ bên trong, ầm ầm bay ra ngoài. Trong đó nhất hai người trước mặt nặng nề nện xuống đất. Thân thể đều là máu tươi, không thể nào lại còn tác chiến năng lực. Mà ngoài ra còn dư lại hai người cũng là không dễ chịu, cố nhiên không có chật vật như vậy, nhưng bọn họ tay phải của hai người rối rít nổ bể ra. Trọng thương hai người, đoạn người hai cánh tay, đây cũng là giá phải trả. Lấy như thực lực này, có thể trấn áp thôi ra bốn đêm. Thế giới chỉ sợ cũng này một người. Nhưng là Diệp Thần cũng không chịu nổi à, hắn lại cũng không có khí lực chống đỡ, Trảm Long vấn thiên kiếm cắm trên mặt đất, kịch liệt thở dốc. Hắn cảm giác gần bị kiệt lực, lại cũng không có đánh một trận năng lực. Đã là cực hạn. Không lâu lắm, Thôi Viên mang bị thương Thôi Thụy Thành chậm rãi rơi xuống, khi thấy hình ảnh trước mắt, Thôi Viên diễn cảm cực kỳ sợ hãi. Thôi ra bốn đêm lại có thể đánh bại. Hơn nữa còn là như vậy hoàn toàn đánh bại. Làm sao có thể? Đây chính là đạo nguyên cảnh cường giả à. Tiểu xúc sinh kia bị thương, thân thể hẳn bị giới hạn mới đúng, làm sao có thể bộc phát ra loại này lực lượng? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn đại năng hạ xuống? Vậy tay cụt hai người tự nhiên phát giác Diệp Thần trạng thái, lắc đầu một cái, thanh âm run rẩy nói, đại nhân, chính là thằng nhóc kia tạo thành. Thằng nhóc này, có một cây ngân châm, cực kỳ khủng bố. Nói tới chỗ này, bọn họ sau lưng cũng là từng cơn bóng dâm, đây là bị sợ hãi chi phối cảm giác. Thôi Viên bản năng nhận ra được Diệp Thần trên người không đúng, lại nhìn về phía Diệp Thần, đã là nỏ mạnh chi cung. Hắn cười lạnh một tiếng, xem ra thằng nhóc này là vận dụng bí thuật, coi như vận dụng bí thuật thì như thế nào, bị thương mình, ngược lại là ta thôi ra làm đồ cưới. Ha ha! Hắn từng bước hướng Diệp Thần đi. Lòng tin tràn đầy. Chấp trường hết thảy. Mắt xem thì phải đến gần Diệp Thần, hắn vừa định năm ngón tay nắm chặt, đem thằng nhóc kia hút tới đây, nhưng phát hiện Diệp Thần trước người lại có thể đứng một cái mèo dạng động vật. Vẫn là dị đồng. Cái này dị đồng nhìn hắn, lại để cho hắn có một loại bị cường giả nhìn chằm chằm cảm giác. Hắn lắc đầu một cái, cảm thấy buồn cười, một cái tát quăng ra ngoài, tiểu xúc sinh, cút sang một bên, đừng xấu xa lão tử chuyện tốt. Nhưng là rất nhanh, hắn nụ cười cứng lên. Bởi vì hắn lại có thể thấy được vậy chỉ lông xù xúc sinh, lại đưa ra một bàn tay cũng là hướng hắn đánh tới. Đây là cái gì quỷ? Kinh ngạc còn không có dừng lại. Hắn vốn cho là xúc sinh này sẽ hóa là một đạo xương máu, lại không có. Ngược lại, hắn phát hiện mình xông ra lực lượng lại toàn bộ biến mất. Làm sao có thể? Hắn lui về phía sau mấy bước, toàn thân lạnh cả người. Bất quá hắn cũng là trải qua gió to sóng lớn người, rất nhanh tỉnh hồn lại, rút ra một thanh kiếm trực tiếp chém tới. Ta quản ngươi là đồ chơi gì, dám ngăn cản ta trước người, ta liền muốn ngươi mệnh. Kiếm ý cuồng bạo, chảm phá không khí. Ngay tại phải rơi vào mèo kia meo meo trên mình lúc đó, mèo nhắm mắt lại. Rồi sau đó tròng mắt đột nhiên mở ra. Màu đỏ con ngươi toát ra chói mắt màu đỏ ánh sáng. Cổ xưa phù văn ở bên trong xoay tròn. Đồng thời, một đạo thanh âm lạnh như băng lại có thể từ trên 9 tầng trời rơi xuống.
Cút. Đơn giản một chữ, hoàn toàn đem Thôi Viên sợ choáng váng. Cái này con mẹ nó mèo lại còn nói chuyện. Còn không có cùng hắn kịp phản ứng, hắn phát hiện một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng xuyên thấu tới. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ở cực kỳ kinh hãi dưới, hắn thân thể không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Thôi Viên nghĩ tới ổn định thân hình, nhưng là ở lực lượng này dưới, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Giống như, lực lượng này dưới, hắn là nhất miểu tiểu nhân tồn tại. Đó rốt cuộc là thứ gì? Mèo, yêu thú. Thôi Viên hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo. Hắn thân thể ước chừng đổ bay mấy chục mét. Mới dừng lại. Lại là đập xuống đất, văng lên trăm trượng bụi đất. Rất là khó chịu. Thôi Viên miễn cưỡng bỏ dậy, ánh mắt vừa định nhìn về phía vậy Diệp Thần và mèo chỗ, nhưng phát hiện, vậy mèo thân thể lại dần dần trở nên lớn. Trời à! Tiểu Hoàng mỗi bước ra một bước, mặt đất liền xuất hiện một đạo dấu chân thật sâu. Dấu chân chung quanh đồng loạt xuất hiện một kẽ hở. Thấy như vậy hình ảnh, Diệp Thần trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn chưa từng nghĩ qua Tiểu Hoàng lại có như vậy ngang ngược một mặt. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn hoàn toàn có thể mượn Tiểu Hoàng nghiền ép hết thảy à. Mà giờ khắc này, Tiểu Hoàng khoảng cách Thôi Viên bất quá mấy chục mét, hắn dị đồng cực kỳ lạnh như băng. Chân sau cong, bỗng nhiên bùng nổ, thân thể ước chừng mười mấy mét cao, sau đó bàn tay khổng lồ, tựa như biến dạng không khí, hướng Thôi Viên hung hăng vỗ xuống. Một trường này thừa tái Tiểu Hoàng vô tận tức giận. Thôi Viên hoàn toàn hoảng hốt. Đối mặt loại này không biết lai lịch mạnh mẽ hung thú, hắn theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng là còn chưa đi mấy bước, nhưng là phát hiện mình thân thể tựa như bị một đôi mắt phong tỏa. Một cổ vô hình uy áp bao phủ tới. Hắn hai chân tựa như đổ nặng chỉ vậy, không thể di động chút nào. Chẳng lẽ mình cuối cùng số mệnh chính là chết tại đây sao một đầu xúc sinh trong tay? Đó cũng quá biệt khuất. Hắn lại cũng không đoái hoài tới hết thảy. Rét lạnh vũ khí rút ra, ngừng tụ đan điền toàn bộ lực lượng, nhất kích bổ ra. Keng! Thanh thúy chi tiếng vang lên, hắn lại phát hiện hắn vũ khí trực tiếp vỡ vụn. Hắn hai chân lại là bắt đầu chìm xuống. Kết quả này là dạng gì lực lượng? Ken két ca! Hắn thậm chí có thể nghe được trong thân thể xương cốt lần nữa gãy lìa. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn chật vật khạc ra mấy chữ. Sau đó nghĩ tới điều gì, từ không gian lấy ra một khối ngọc bội, lại là phun một ngụm máu tươi ở ngọc bội trên. Ngọc bội ánh sáng lóe lên, ngay tức thì một đạo già nua hư ảnh tạo thành. Đây là Thôi gia tổ tiên lực. Cũng là Thôi Viên lớn nhất lá bài tẩy. Vậy già nua hư ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng, hừ lạnh một tiếng, ta Thôi gia hậu bối, một mình ngươi xúc sinh vậy dám động thủ, tự tìm cái chết. Hư ảnh một chỉ điểm ra. Một tôn hư hình đỉnh thành, lại là hướng Tiểu Hoàng đập tới. Nhưng là rất miễn cưỡng đem Tiểu Hoàng đập lui hết mấy bước. Tiểu Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm hư ảnh, màu đỏ con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng. Vậy Thôi ra tổ tiên hư ảnh tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự việc, mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị màu đỏ ánh sáng xuyên thấu, hoàn toàn tiêu tán. Bất quá Tiểu Hoàng cũng không chịu nổi, trong mắt dữ tợn. Nó vừa định hướng Thôi Viên đi, nhưng là phát hiện trên bầu trời, mấy vị tiên phong đạo cốt, ăn mặc đạo bào ông già đang cực nhanh cướp tới. Những người này thực lực cực kỳ nguy hiểm. Chí ít vượt qua xa Thôi Viên. Tiểu Hoàng hừ lạnh một tiếng, thôi ra, lại chờ mấy ngày, ta tự mình và chủ nhân giết tới cửa. Nói xong, nó vậy màu đỏ phù văn trong con ngươi, chữ viết cổ xưa xoay tròn. Thôi Viên đối mặt ngay tức thì. Lại phát hiện đầu óc trống rỗng, sau đó, hắn thân thể trực tiếp té xuống đất. Rơi vào hôn mê, mà Tiểu Hoàng xoay người hướng Diệp Thần chạy như điên. Đi tới Diệp Thần bên người, trực tiếp cắn Diệp Thần đồ dạo phố, nhẹ nhàng ném một cái, liền đem bị thương Diệp Thần tha đến trên lưng. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, Tiểu Hoàng liền mở miệng nói, ta như vậy trạng thái duy trì không được bao lâu, cùng tiến vào đan hư tháp nói sau. Dứt lời. Cấp tốc cuồng bạo, sống chết tốc độ giờ. Bụi mù cuồn cuộn mà động. Phảng phất là bão cát hạ xuống. 10 giây thời gian, Tiểu Hoàng liền dẫn Diệp Thần đi tới đan hư tháp cửa vào. Bước chân dừng lại,
Tiểu Hoàng trực tiếp thô bạo đem Diệp Thần bỏ lại, sau đó hồng mang lóe lên, thân thể lại không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng khôi phục nguyên trạng. Mau, tiến vào đan hư tháp, phía sau mấy người cực kỳ nguy hiểm, ta không cách nào động thủ, đan hư tháp là an toàn nhất. Mau. Diệp Thần biết chuyện nghiêm túc tính, một cái ôm lấy Tiểu Hoàng, chính là hướng đan hư tháp đi. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện đan hư tháp cửa lại phong ấn. Không chỉ như vậy, liền liền vậy hai cái lão đầu giữ cửa cũng không thấy. Nơi này chẳng lẽ phát sinh cái gì? Mà cùng lúc đó, mấy vị tiên phong đạo cốt ông già chậm rãi rơi xuống. Bọn họ mặc trên người trước đạo bào sau lưng có đan hư tháp hình vẽ. Đạo bào ở trong gió phiêu vũ, khí tức trên người mờ mịt mà thần bí. Bọn họ trấn thủ nơi đây đã ngàn năm dài, bọn họ sứ mạng liền là bảo vệ nơi này. Dẫu sao đan hư tháp là thượng cổ vật, bị vô số thế lực rình rập, như không có ai trấn thủ, phỏng đoán đã sớm bị chỗ tối tham lam người cướp đoạt. Mà ngay vừa mới rồi, bọn họ ở chỗ này cảm nhận được một cổ đặc thù chập chờn. Chập chờn đặc biệt là kịch liệt, thuyết minh có không thuộc về nơi này lực lượng sinh ra. Làm hạ xuống nơi này, thấy cái này mấy cổ thi thể, mấy vị đan hư tháp trấn thủ người lại sắc mặt đại biến. Nếu như ta nhớ không lầm, người này hẳn là thôi ra gia chủ đương thời đi, còn nữa, ngoài ra rơi xuống bốn vị hẳn là thôi ra bốn đêm, làm sao thảm như vậy dạng. Chẳng lẽ thật sự có bên ngoài cường giả xuất hiện? Bọn họ ánh mắt hướng đan hư tháp bắn tới, mơ hồ có chút lo âu. Ngàn năm qua, không người dám động đan hư tháp, nhưng là không đại biểu hòa bình. Dưới mắt thôi ra xảy ra chuyện, vô cùng có thể ở phóng thích một cái tín hiệu. Một vị trong đó đan hư tháp trấn thủ người đi tới Thôi Viên trước mặt, ngón tay ở chóp mũi tìm tòi, cảm giác được hô hấp tồn tại, sau đó, chỉ điểm một chút ở trên ấn đường. Một đạo thánh khiết ánh sáng bọc Thôi Viên toàn thân. Đột nhiên, Thôi Viên mở mắt ra, lại là miệng to thở dốc, khi thấy trước mặt ông già, hắn vội vàng chắp tay một cái, Nam Hiên chân nhân, ngài làm sao hạ xuống nơi này, Thôi Viên bái kiến Nam Hiên chân nhân. Nam Hiên chân nhân không có bất cứ ba động gì, ống tay áo vung lên, nói thẳng, lễ phép thì không cần, ta chỉ muốn biết nơi này chuyện gì xảy ra. Thôi Viên liền vội vàng giải thích, Nam Hiên chân nhân, ta đứa nhỏ Thôi Thụy Thành bị một cái bên ngoài tu luyện người uy hiếp, lại là trọng thương, ta và Thôi gia bốn mới đem người nọ ép ở đất này. Nam Hiên chân nhân ngắt lời nói, đối phương chỉ có một người. Bất quá có thể đem các người bị thương như vậy. Chỉ sợ cũng là đạo nguyên cảnh cường giả đi. Thôi Viên chợt lắc đầu, tổn thương chúng ta không phải thằng nhóc kia, mà là. Đột nhiên, Thôi Viên mặt mũi vặn vẹo, hắn thậm chí hai tay ôm lấy đầu, cực kỳ khó chịu. Hắn phát hiện, hắn căn bản không nhớ nổi mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Giống như một đoạn trí nhớ hoàn toàn biến mất. Mà là cái gì, Nam Hiên chân nhân nhíu mày nói. Thôi Viên cố gắng nhớ lại. Nhưng phát hiện căn bản không có thể, hắn chỉ có thể vô lực nói, Nam Hiên chân nhân, chẳng biết tại sao, ta đột nhiên quên chuyện phát sinh mới vừa rồi. Ta luôn cảm giác ở chém chết thằng nhóc kia trước, đụng phải cái gì không phải sự việc. Nghe được câu này, Nam Hiên chân nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngón tay điểm vào Thôi Viên trên thiên linh cái, vừa định dùng sức tính thấm vào Thôi Viên đầu óc, nhưng là phát hiện một đạo ánh sáng màu đỏ ầm ầm tới. Nam Hiên chân nhân liền vội vàng buông tay ra, sắc mặt âm trầm, xem ra có người đem người xóa trí nhớ đi, có thể lau đi người trí nhớ, tuyệt không phải giống vậy người tu luyện. Hắn lại nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện nguyên bản có mấy cái người vây xem vậy hóa là thi thể. Dưới mắt mới vừa rồi nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không có ai biết. Đầu mối duy nhất, chính là uy hiếp người đứa trẻ người nọ, người có thể biết hướng đi của hắn. Thôi Viên con người sáng lên, ánh mắt nhìn về phía đan hư tháp, đại nhân, thằng nhóc kia hỏi ta phải đi một quả đan hư tháp lệnh bài, hắn nhất định là muốn chạy trốn đến đan hư tháp bên trong, như vậy ta liền không thể nại hà. Nam Hiên chân nhân ánh mắt rơi ở xa xa đan hư tháp trên, lẩm bẩm nói, thằng nhóc kia lúc này đi đan hư tháp chẳng lẽ không phải là muốn chết sao? Linh nhất đan tôn trước đây không lâu mới vừa xuất quan, chẳng biết tại sao. Điên cuồng cuốn sạch toàn bộ trấn đan hư, thậm chí liền trấn đan hư vòng ngoài cũng không buông tha, không biết đang tìm cái gì, đan tôn bây giờ không có ở đây đan hư tháp, vậy đan hư tháp muốn đi vào liền không đơn giản như vậy.
Thôi Viên, nếu chuyện này và ngươi Thôi ra có liên quan, vậy hãy cùng ta đi một chuyến. Một giây kế tiếp, Nam Hiên chân nhân bắt được Thôi Viên, và ngoài ra mấy vị lão giả hướng Đan Hư Tháp lao đi. Mà giờ khắc này Diệp Thần nhưng là ở Đan Hư Tháp bên ngoài điên cuồng gõ cửa, nhưng không có động tĩnh chút nào. Trận pháp rung động dạo dực, căn bản không giải được. Đáng chết, vậy hai cái giữ cửa ông già đi nơi nào? Diệp Thần rút ra Trảm Long Vấn Thiên Kiếm, vừa định thử nghiệm bổ ra trận pháp. Trong ngực Tiểu Hoàng nhưng là chật vật mở miệng nói, cái này Đan Hư Tháp trận pháp lấy ngươi thực lực là phách không ra, coi như là ta thời kỳ toàn thịnh vậy không phá nổi, đây mới thật là thượng cổ vật, hơn nữa bảo tồn vô cùng đầy đủ. Vậy phải làm thế nào? Cùng đi. Tiểu Hoàng yếu ớt nói. Ngay tại Diệp Thần đi qua đi lại lúc đó, hai cái ông già nhưng là chậm rãi đi tới. Chính là Lão Dương và Phương Lão. Hai người một ngày thời gian cũng ở bên ngoài tìm người, khi thấy Diệp Thần, cũng không có thời gian đầu tiên nhận ra. Dẫu sao lúc ấy Diệp Thần là lấy Diệp Thí Thiên mặt mũi gặp hai người. Thằng nhóc, ngươi ở cửa làm gì? Diệp Thần thấy hai người, thở ra một hơi, vội vàng đem Thôi ra lệnh bài đưa tới, hai vị tiền bối, ta muốn tiến vào Đan Hư Tháp, đây là lệnh bài. Lão Dương nhưng là phất phất tay, khá là chán ghét đem Diệp Thần lệnh bài vỗ ở trên mặt đất. Hôm nay Đan Tôn đi ra ngoài, không có tình huống đặc biệt, Đan Hư Tháp không cần mở khải, ngươi trở về đi thôi. Còn nữa, có thể cái này mấy ngày cũng sẽ không mở, ngươi chớ vọng tưởng. Thôi ra cái này cái lệnh bài chẳng qua là thông thường ra vào lệnh bài, đừng nghĩ có quyền hạn gì. Diệp Thần ngẩn ra, hắn không nghĩ tới cái này Đan Hư Tháp mở như thế tùy tính. Mấu chốt Đan Hư Tháp chẳng lẽ nhất định phải vậy Đan Tôn gật đầu mới có thể. Diệp Thần nhìn về phía tính khí tốt một ít Phương Lão, chắp tay nói, Phương Lão, xin hỏi Đan Tôn lúc nào trở về. Phương Lão lắc đầu một cái, linh nhất Đan Tôn sự việc, há là chúng ta có thể hỏi tới. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, có nhiều thú vị nhìn về phía Diệp Thần, tiểu huynh đệ, ta làm sao cảm giác ngươi có chút quen mắt à. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, mấy đạo cuồng phách hơi thở cuốn tới. Chính là Thôi Viên và Nam Hiên chân nhân các người. Thôi Viên tự nhiên liếc mắt liền thấy được đang cùng hai vị giữ cửa cụ già lý luận Diệp Thần, vội vàng đưa ngón tay ra trước Diệp Thần, kích động nói, Nam Hiên chân nhân, chính là thằng nhóc kia, thằng nhóc này hành hạ khuyển tử, lại là không biết dùng thủ đoạn gì trọng thương tại ta cùng với chém chết chấn đan hư mấy người. Ta nghiêm trọng hoài nghi người này mục đích tới nơi này là cái này Đan Hư Tháp. Nghe được câu này, Diệp Thần sắc mặt tái nhợt, vẫn là chậm. Hắn muốn câu thông luân hồi mộ địa, nhưng phát hiện Lâm Thanh Huyền vẫn không có động tĩnh. Lâm Thanh Huyền nói để cho tự đối mặt hết thảy, đều như vậy tình cảnh, phải nên làm như thế nào đối mặt. Lão Dương nghe được câu này, hắn tròng mắt ngay tức thì lạnh như băng. Hắn là sinh trưởng ở địa phương trấn đan hư người, mà trước mắt, cái này người thanh niên lại có thể tú xa người khác. Tội không thể tha. Thậm chí tay hắn bên trong tiến vào nơi này lệnh bài có thể đều là dính máu. Xa xa Nam Hiên chân nhân có nhiều thú vị nhìn Diệp Thần, chân thực không nghĩ ra một cái nhập thánh cảnh đỉnh cấp người là như thế nào làm được chém chết nhiều cường giả như vậy. Hắn bước ra một bước, đối với Lão Dương và Phương Lão nói, hai vị, các ngươi người bên cạnh chúng ta cần mang đi điều tra. Lão Dương trực tiếp sử dụng một thanh trường kiếm linh khí tràn ra, trực tiếp gác ở Diệp Thần trên cổ. Nam Hiên chân nhân, người này phạm xuống như vậy tội tày trời, chúng ta tự nhiên sẽ không bao che, cũng may linh nhất Đan Tôn rời đi, nếu không chúng ta liền thả thằng nhóc này đến bên trong đi. Thằng nhóc, bó tay chịu trói đi, ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là ở trấn Đan Hư động thủ, Đan Hư Tháp không tha cho ngươi cái này dính máu tươi du côn. Diệp Thần tròng mắt híp lại, nhìn trên cổ trường kiếm, hắn đang suy tư ứng đối phương pháp. Thôi Viên thấy như một màn này, vội vàng hướng Lão Dương chắp tay, nói cảm tạ, đại nhân, thực đang cảm tạ. Linh nhất Đan Tôn bên người có hai vị cao cấp cường giả bảo vệ, Đan Hư Tháp mới từ không xảy ra chuyện à. Dương Lão hài lòng gật đầu một cái, đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi còn có lời gì muốn nói. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, nếu không ngươi loại này từ bên ngoài đến người có thể đừng nghĩ từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Nói xong. Hắn liền dự định đem Diệp Thần áp xuống đi.
Thôi Viên trong lòng mừng như điên đến mức tận cùng. Nếu như Linh Nhất Đan Tôn không xuất quan mà nói, muốn bắt thằng nhóc này khó khăn. Xem ra ông trời cũng đứng ở hắn bên này. Chợt, đột nhiên, một mực không nói gì Phương lão lên tiếng. Hắn giọng lại có chút run rẩy, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Lão Dương diễn cảm cổ quái, lão Phương, ngươi lại nổi cơn gì à? Phương lão không để ý đến, mà là mặt hướng Diệp Thần, kích động nói, tiểu huynh đệ, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái vấn đề. Diệp Thần cảm giác được không đúng, vẫn gật đầu. Ở mọi người không hiểu ánh mắt dưới, Phương lão một bước bước ra, đến gần Diệp Thần nhĩ tế, nhẹ nhàng nói, ngươi trước đây không lâu có phải hay không ở chỗ này đi tìm người. Hắn hiển nhiên nhận ra Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần trên người cảm giác và người nọ giống nhau như đúc. Đây cũng là hắn một mực ở bên cạnh xem xét Diệp Thần nguyên nhân. Về phần tại sao ở Diệp Thần bên tai nhẹ giọng nói, chỉ vì là Linh Nhất Đan Tôn ở trước khi rời đi, từng có giao phó. Liên quan tới tên tiểu tử kia bí mật, không được có bất kỳ biết. Người vi phạm, giết. Linh Nhất Đan Tôn ở mất đi Diệp Thần bóng dáng sau đó, chính là hướng Trấn Đan Hư bên ngoài tìm kiếm. Ở Linh Nhất Đan Tôn chưa có trở về trước, hắn phải đem hết thảy sự việc xử lý xong. Diệp Thần mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Lấy được Diệp Thần câu trả lời, Phương lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại là hết sức lo sợ. Hắn bắt lại lão Dương kiếm trong tay. Lách cách, một tiếng, trực tiếp đem linh kiếm cầm, lại là ném ở trên mặt đất. Như một màn này, ngay tức thì kinh bạo tất cả mọi người con ngươi, để cho tất cả mọi người bối rối. Phương này lão chỉnh là vậy một ra. Liên liên Diệp Thần cũng là nửa ngày không có phản ứng kịp, lão Dương thấy có chút nghi ngờ nói, lão Phương, ngươi rốt cuộc đang làm gì à, chẳng lẽ ngươi phải giúp loại này nhiệt chướng du côn? Lời còn chưa nói hết, Phương lão chân khí ngưng tụ, một trưởng vỗ ở Phương lão tràn đầy nếp nhăn gò má trên. Vô liêm sỉ, không thể đối đại nhân vô lễ. Lão Dương cả người tựa như hóa đá, tuyệt đối không nghĩ tới Phương lão vậy mà sẽ đối với tự mình ra tay. Lại là gọi cái thằng nhóc này vì đại nhân. Cái này mẹ hắn ai có thể giải thích một chút à? Lão Dương hổn hển, mới vừa muốn nói cái gì, Phương lão đã xoay người. Trong tay một chuôi thương lang lớn đao sử dụng. Đại đao lưỡi đao nhắm thẳng vào Nam Hiên chân nhân và Thôi Viên các người. Xin lỗi, hôm nay vô luận như thế nào, các người không thể mang đi người này. Thôi Viên diễn cảm vô cùng khó khăn xem, mà Nam Hiên chân nhân con ngươi lại là híp lại, hắn có chút không nhìn thấu thế cuộc trước mắt. Hắn và cái này hai cái giữ cửa ông già không có quá đóng nhiều tập hợp. Duy nhất biết chính là Linh Nhất Đan Tôn. Hai người này chức trách là thủ hộ Đan Hư Tháp, mà chức trách của bọn họ nhưng là thủ hộ Trấn Đan Hư. Giờ phút này Phương lão hành vi nhìn như tựa hồ đang gây hấn với hắn Nam Hiên chân nhân uy tín. Nam Hiên chân nhân ánh mắt có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Phương lão, hiếu kỳ nói, có thể cho ta một cái lý do sao? Phương lão tự nhiên không thể nào nói ra Diệp Thần và Linh Nhất Đan Tôn quan hệ, hắn hử lạnh một tiếng, vô cùng thô bạo nói, xin lỗi. Các ngươi không có tư cách biết lý do. Vậy không cần biết lý do. Ngay tại lúc này, Lạc Giao cùng với Lạc Vô Nhai lững thững tới chậm, làm nhìn thấy bây giờ kiếm bạt nỗ trương hình ảnh, Lạc Giao lòng lại nhắc tới cổ họng. Nàng nhìn thấy Diệp Thần, mới vừa muốn nói chuyện, một đôi tay chính là bụng miệng của nàng. Chính là Lạc Vô Nhai. Thúi nha đầu, người muốn hại chết Lạc ra sao, vậy hai vị là Linh Nhất Đan Tôn người bên người. Mà ngoài ra mấy vị nhưng mà chấn thủ người. Có người chỗ nói chuyện sao? Lạc Vô Nhai thiếu chút nữa bị con gái mình hù chết. Hắn cũng không muốn nữ nhi lại dính dấp đến bên trong sự việc. Hắn chỉ hy vọng người thanh niên kia chết sớm một chút, chỉ có hắn chết mới có thể kết thúc hết thảy sự việc. Mà giờ khắc này Nam Hiên chân nhân nghe được Phương lão trả lời, sắc mặt có chút tối. Hắn vậy không do dự, trong tay sử dụng trường kiếm. Trường kiếm nhắm thẳng vào Phương lão, người ta phụ trách sự việc không giống nhau, nếu quả thật nếu bàn về quyền lợi, ta ở Trấn Đan Hư xa xa cao hơn ngươi, mà ngươi thân phận, nói thế nào đi nữa, cũng chính là một cái chó giữ cửa mà thôi, không có Linh Nhất Đan Tôn, ngươi lại coi là cái gì. Ta không muốn đối với ngươi động thủ, nếu như ngươi lại không đem người giao ra, vậy thì đừng trách ta không khách khí.
không thể nghi ngờ thanh âm vang khắp. Phương lão nhưng không chút nào nhượng bộ, trong mắt hắn vô cùng kiên định. Phải ở linh nhất đan tôn hồi trước khi tới coi giữ người này, không tiếc bất cứ giá nào. Nam Hiên chân nhân, ta bỏ mặc ngươi và hắn có mâu thuẫn gì, nhưng là mời ngươi làm rõ ràng, ngươi giờ phút này đứng địa phương là nơi nào, đây là đan hư tháp. Ngươi nếu như còn dám bước ra một bước, đừng trách ta vô tình, ta đao thật lâu không có máu tươi hiến tế, hôm nay liền do máu ngươi hiến tế. Ngay tại lúc này, một cái gầy đét tay nắm Phương lão trong tay lớn đao. Gắt gao hàn ở. Chính là lão Dương. Lão Dương chân thực bối rối. Hắn nhìn về phía Phương lão, kinh ngạc nói, lão Phương à, ngươi ngày hôm nay rốt cuộc là thế nào à? Chúng ta chức trách chẳng qua là bảo vệ đan hư tháp và linh nhất đan tôn, nhưng là ngươi bây giờ vượt quyền đảm bảo một cái hung thủ giết người là làm gì? Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không được người già si ngốc. Nam Hiên chân nhân khẽ mỉm cười, Phương lão, xem ra ngươi đồng bạn so ngươi hiểu chuyện à, ngươi chắc chắn còn muốn cố chấp như vậy đi xuống. Phương lão thiếu chút nữa tức giận khạc ra một hớp lão máu, hắn nhìn một cái lão Dương, vội vàng truyền thanh nói, lão Dương, người có thể biết sau lưng cái này người thanh niên là thân phận gì? Lão Dương ngẩn ra, lần nữa nhìn một cái Diệp Thần, quả nhiên có chút cảm giác quen thuộc. Vậy ta không ngại nói cho ngươi, hắn chính là linh nhất đan tôn không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm người thanh niên kia. Bây giờ ngươi có thể biết ngươi đang làm gì? Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì ngươi gánh nổi sao? Lão Dương gương mặt ngay tức thì trắng bệch, một giây kế tiếp. Nhưng là phải ngay mặt của mọi người quỳ xuống Diệp Thần trước người. Hắn quả thật hồ đồ, làm sao có thể không nhận ra được đâu. Nếu như cái này người thanh niên thật bởi vì hắn ra bất kỳ bất ngờ, đan tôn trở về nhất định sẽ lột hắn ra à. Bỗng nhiên gian, một cổ vô hình đợt khí đem hắn nhờ đứng lên. Phương lão truyền thanh lần nữa tiến vào hắn thức hải, hành vi không muốn quá khích, đừng quên linh nhất đan tôn giao phó, điều bí mật này không thể bị người ngoài phát hiện. Hết thảy cùng linh nhất đan tôn trở lại hãng nói. Lão Dương tỉnh hồn lại, đối với Diệp Thần nhẹ giọng nói áy náy, sau đó, trường kiếm trong tay sát ý bùng nổ. Mày trắng khều một cái, quanh thân chân khí bọc, khí thế không ngừng leo lên. Hắn nhìn chằm chằm Nam Hiên chân nhân, lạnh lùng nói, Nam Hiên chân nhân, ngươi như bước lên trước, ta cái đầu tiên giết ngươi. Yên tĩnh, cả thế giới lâm vào yên lặng. Ai cũng không nghĩ ra lão Dương thái độ lại 180 độ chuyển biến lớn. Trước một giây, trợ giúp Nam Hiên chân nhân, một giây kế tiếp, lại và Phương lão đứng ở chung một chiến tuyến. Mấu chốt hai vị đan hư tháp giữ cửa người lại đồng loạt bảo vệ một cái người bị thương nặng thanh niên. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi. Lạc Vô Nhai thấy một màn này, buông lỏng tay, hắn hô hấp đều tựa như đình trệ. Hắn trợn to hai mắt, tựa như pho tượng. Nghi ngờ, quỷ dị, kinh hãi, vô số loại tâm trạng tràn đầy hắn đầu óc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 44.